Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 138. Dương Bách Xuyên vung tay làm cho A Bảo chìm vào giấc ngủ, sau đó vươn một tay đặt lên vết thương của A Bảo, vận chuyển chân khí hút viên đạn trong cơ thể A Bảo ra ngoài. Một giọt nước sinh mệnh nhỏ vào vết thương của A Bảo, vết thương nhanh chóng lành lại, thậm chí không để lại sẹo. Dương Bách Xuyên lấy giọt nước sinh mệnh thứ hai cho A Bảo uống, dù sao vết thương cũng tổn thương đến nội tạng của cậu ấy. Hắn không cần nước sinh mệnh cũng có thể chữa khỏi, nhưng hắn vô cùng thương yêu A Bảo, dùng nước sinh mệnh thì khỏi rất nhanh và không gây đau đớn. Sau khi làm xong tất cả, Dương Bách Xuyên thu tay, đợi A Bảo tỉnh lại. Một khắc trước khi hắn nhớ lại, quả thật dở khóc dở cười. Hắn không ngờ chuyến đi tiên phủ Thủy Nguyên lại khiến ký ức của hắn bị tổn thương. Nếu không phải lần này người trung niên gầy gò bắn vào đầu hắn, cộng thêm A Bảo trúng đạn và cái chết của ba người ông cằn nhằn làm cho thần hồn của hắn trở nên phẫn nộ, thì không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục. Trong tiên phủ Thủy Nguyên, cả hắn và Hắc Liên đều không ngờ Thủy Chi Căn Nguyên lại là tiên hồn của Thủy Nguyên Tiên Đế, hắn và Hắc Liên bị thương tới nguyên thần. Lúc ý thức mê man, mặc dù sư phụ và Bình Càn Khôn xuất hiện, nhưng Dương Bách Xuyên cũng nghe thấy lời than phiền của sư phụ. Biết là ở trong tiên phủ Thủy Nguyên, đến sư phụ cũng phải mệt mỏi ứng phó. Tuy nhiên hiện tại hắn có thể sống sót, còn xuất hiện ở mộng đảo, được chị em Nguyên Tranh cứu cũng xem như may mắn. Về chuyện mất trí nhớ, bây giờ Dương Bách Xuyên mới biết là sư phụ phong ấn để bảo vệ nguyên thần của mình không bị thương. Phong ấn này có uy lực nhỏ, theo thời gian trôi qua, một ngày nào đó sẽ tự động hóa giải. Hôm nay đúng lúc hắn bị người đàn ông gầy gò bắn trúng. Cộng thêm tâm trạng phẫn nộ nên phong ấn ký ức của hắn đã được mở ra. Hiện tại hắn đã hoàn toàn khôi phục. Dương Bách Xuyên gọi sư phụ trong đầu, nhưng không có bất kỳ động tĩnh gì. Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Dương Bách Xuyên cũng có thể tưởng tượng được cuộc chiến giữa sư phụ và Thủy Nguyên Tiên Đế, hoặc nói là cuộc chiến với Thủy Chi Bản Nguyên vô cùng nguy hiểm. Chắc chắn sư phụ lại bị hắn liên lụy, chìm vào giấc ngủ sâu. Còn Hắc Liên. Sau khi ý thức của Dương Bách Xuyên tiến vào biển ý thức, hắn phát hiện ra Hắc Liên ảm đạm phai mờ, không phát ra một chút khí tức thần hồn nào. Lúc đó Hắc Liên bị Thủy Chi Căn Nguyên Châu cắn nuốt đã tự phong ấn bảo vệ. Dương Bách Xuyên cười khổ, xem như lần này hắn đã ngã một cú đau. Mặc dù cuối cùng hắn chuyển nguy thành an, nhưng lại liên lụy tới sư phụ và Hắc Liên, trong lòng trào dâng cảm giác tội lỗi. Nếu không phải hắn tò mò thì sẽ không ra nông nỗi này. Tuy nhiên, trả giá đắt cũng không uổng phí. Bởi vì hắn phát hiện ra một hạt châu màu xanh biếc xuất hiện trong đan điền, chính là Thủy Chi Căn Nguyên Châu. Tuy Dương Bách Xuyên không biết Thủy Chi Căn Nguyên Châu chui vào trong người mình như thế nào, nhưng chắc hẳn có liên quan đến sư phụ. Thập tử nhất sinh, sau khi trả giá lớn như vậy, cuối cùng hắn đã nhận được chí bảo thiên địa này, xem như không lỗ. Nếu không thì uổng phí sự hy sinh của Hắc Liên và sư phụ. Khi ý thức của Dương Bách Xuyên dò xét, bên trong Thủy Chi Căn Nguyên đã không còn chút ý thức nào, hắn bèn để lại ý thức của mình ở trong đó. Khi Dương Bách Xuyên cảm nhận, hắn lại phát hiện ra nguyên tố thủy trong thiên địa nhanh chóng bị khống chế. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, thôi động Thủy Chi Căn Nguyên Châu, tức thì nước biển đằng xa lập tức dâng lên. Trong ý niệm, hắn muốn nước biển biến thành dạng gì thì nước biển sẽ biến thành dạng đó. Khi nước biển dâng cao hơn 30 trượng, Dương Bách Xuyên lại thầm niệm trong đầu, nước biển cao mấy chục trượng hóa thành một bức tường băng. Kết băng trong nháy mắt. Đây là sức mạnh của Thủy Chi Căn Nguyên ư. Dương Bách Xuyên lờ mờ hiểu ra được nhiều điều. Có chí bảo bậc này chắc chắn thực lực của hắn lại tăng vọt. Điều quan trọng là bởi vì có Thủy Chi Căn Nguyên nên tu vi của hắn đã thăng cấp từ phi thăng cảnh sơ kỳ lên phi thăng cảnh trung kỳ. Hắn biết đây là công lao của Thủy Chi Căn Nguyên Châu. Đúng lúc này. Phía sau vang lên một giọng nói. A, khụ khụ. Dương Bách Xuyên phất tay, núi băng tan chảy. Hắn quay đầu lại thì thấy A Bảo trợn mắt há mồm nhìn mặt biển. A Bảo thấy thế nào? Dương Bách Xuyên biết A Bảo đã hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa hắn còn chữa câm điếc cho đối phương, hiện tại cậu ấy đã là người bình thường. Thậm chí có thể nói sau khi được hai giọt nước sinh mệnh cải tạo, thể chất của A Bảo đã hơn xa người bình thường. Dương Bách Xuyên biết A Bảo muốn nói chuyện, nhưng vẫn chưa quen nên ho sặc sụa. Khi Dương Bách Xuyên chữa trị cho A Bảo, hắn còn phát hiện ra một chuyện khiến hắn rất vui mừng.
Đó là A Bảo có linh căn thủy hỏa, hơn nữa hắn đã tiếp xúc với A Bảo gần một năm, thấy cậu ấy rất có ngộ tính, là một hạt giống tốt tu chân trời sinh. A, em, rất, A Bảo kích động nói chuyện. Đây là lần đầu tiên cậu ấy cất tiếng nói chuyện, tuy nói không chuẩn nhưng đã nói được rồi. Dương Bách Xuyên biết chỉ cần luyện tập nhiều thì không thành vấn đề. A Bảo đừng vội, nói chuyện nhiều sẽ tốt thôi. Dương Bách Xuyên mỉm cười cổ vũ. Hắn biết kỳ thực A Bảo rất thông minh, chỉ có điều cậu bé là người câm, trước đây bị kỳ thị nên hơi tự kỷ. Nhưng bây giờ hắn chữa trị cho A Bảo, tất cả những vấn đề này đã ổn rồi. Ông trời đã sắp xếp cho hắn gặp gỡ chị em A Bảo, đây là duyên phận của hắn, cũng là duyên phận của A Bảo và Nguyên Tranh. Dương Bách Xuyên cảm thấy thật thần kỳ, hắn không ngờ gặp nạn trong chuyến đi tiên phủ Thủy Nguyên, nhưng lại gặt hái được một đoạn tình duyên, còn kết hôn và có con với Nguyên Tranh. Trước sau cộng lại cũng đã hơn một năm. Hắn cảm khái sự thần kỳ của duyên phận. Hiện tại ký ức đã được mở phong ấn, đã đến lúc hắn trở về. Tất nhiên hắn sẽ dẫn theo Nguyên Bảo và Nguyên Tranh, không thể bỏ lại chị em họ. Nguyên Tranh đang mang thai đứa con của hắn, kết quả này là điều nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng tên họ Dương nào đó vẫn cực kỳ mừng rỡ. Hắn có nhiều vợ ít con, ngoại trừ Đoàn Đoàn và Viên Viên, Dương Tinh phó ra, bây giờ Nguyên Tranh sắp sinh cho hắn đứa con thứ tư, điều này khiến hắn vô cùng vui vẻ. Dương Bách Xuyên nhìn ánh mắt tò mò của Nguyên Bảo, biết là mình cần giải thích cho cậu ấy. A Bảo đã nhìn thấy mọi việc anh rể đã làm rồi ư. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, ra hiệu cho Nguyên Bảo ngồi xuống. Vâng, nhìn thấy, lần này Nguyên Bảo nói rành rọt hơn rất nhiều. Cậu ấy ngồi cùng Dương Bách Xuyên trên bãi cát, vô cùng tò mò về người anh rể này. Nguyên Bảo à, trước đây vì một số nguyên nhân nên anh rể mất trí nhớ. Em cũng thấy đấy, anh không phải là người bình thường, mà nên gọi là người tu chân. Nghe anh nói này. Sau này em cũng tu chân cùng anh rể. Tên họ Dương nào đó nói về bản thân, về tu chân. Cho Nguyên Bảo. Hắn nói khoảng nửa tiếng mới đứng dậy. Được rồi, chúng ta về thôi, chắc là chị của em lo lắng lắm cho mà coi. Những gì anh rể nói với em hãy từ từ tiêu hóa. Yên tâm đi, anh rể sẽ không bỏ mặc em và chị gái đâu. Vâng, em tin, anh rể. Nguyên Bảo nói nhấn từng chữ. Dương Bách Xuyên mỉm cười xoa đầu cậu ấy. Hắn nhìn ba người ông cằn nhằn đằng xa, thở dài một tiếng rồi vung tay lên, mang theo Nguyên Bảo biến mất tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện đã về tới Thông Mộng Đảo. Sau đó, Dương Bách Xuyên giải thích ngắn gọn cho Nguyên Tranh về cảnh ngộ của ba người ông cằn nhằn. Tất nhiên là tạm thời Dương Bách Xuyên chưa nói ra chuyện tu chân và chuyện hắn đã khôi phục ký ức, chờ khi nào lo liệu xong tang sự cho ba người ông cằn nhằn rồi mới nói cho Nguyên Tranh. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu chuẩn bị về nhà. Hôm nay tổ chức tang sự. Buổi tối Dương Bách Xuyên và Nguyên Tranh, Nguyên Bảo đều ở nhà. Sau khi khuyên nhủ và an ủi Nguyên Tranh, Dương Bách Xuyên suy nghĩ nên nói cho Nguyên Tranh biết chuyện mình đã khôi phục ký ức như thế nào. Nguyên Bảo thì vẫn luôn lặng lặng ngồi cạnh Dương Bách Xuyên, cậu ấy không nói gì nhưng trong đôi mắt long lanh tràn đầy ánh sáng. Dương Bách Xuyên đang băn khoăn không biết nên mở lời thế nào. Hắn nhìn Nguyên Bảo, sau đó gật đầu ra hiệu cho cậu ấy. Đến bây giờ Nguyên Tranh vẫn chưa biết Nguyên Bảo đã có thể cất tiếng nói chuyện. Nguyên Bảo đón ánh mắt của Dương Bách Xuyên, lập tức hiểu ý. Cậu nhìn chị gái, chậm rãi cất lời, chị ơi. Nguyên Tranh vốn đang buồn bã vì ông cằn nhằn qua đời, cô ấy bỗng ngẩng phắt đầu, sững sờ nhìn em trai Nguyên Bảo, A Bảo, em. Cô ấy tin mình không nghe nhầm, người chồng Bạch Thanh sẽ không gọi cô ấy là chị. Trong nhà cũng không có người thứ tư, rõ ràng tiếng chị này là em trai A Bảo gọi. Nguyên Bảo mỉm cười nói, chị không nghe nhầm đâu, bệnh câm điếc của em đã khỏi rồi, là anh rể chữa trị cho em đấy. Anh rể không phải là người bình thường, mà là thần tiên. Anh rể đã khôi phục ký ức rồi chị ạ. Đầu óc Nguyên Tranh nổ ầm ầm, cô ấy nghe em trai A Bảo nói không sót một câu, vô cùng chấn động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất nhiên chấn động nhất là câu cuối cùng của em trai, anh rể đã khôi phục ký ức. Cô ấy vẫn luôn lo lắng chuyện này, lo lắng một ngày nào đó người chồng Bạch Thanh sẽ khôi phục ký ức. Cô ấy sợ rằng sau khi khôi phục ký ức, chồng mình sẽ bỏ đi. Không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Nguyên Tranh xoa bụng mình, mắt đỏ hoe. Lúc này, một bàn tay mạnh mẽ ấm áp đặt lên vai Nguyên Tranh,
ôm cô ấy vào lòng, Tranh Nhi đừng lo lắng, anh không phải là thần tiên gì hết. Cho dù anh là thần tiên thì em cũng là vợ của Dương Bách Xuyên. Bạch Thanh Anh, điều này có ông trời chứng giám. Dương Bách Xuyên hiểu nỗi lo lắng của Nguyên Tranh. Hắn ôm đối phương vào lòng, chậm rãi lên tiếng, bắt đầu kể tất tần tật về bản thân. Vợ chồng Dương Quốc Trung, ba mẹ con Âu Dương Ngọc Thanh, chị Mai, Ruth, Trịnh Bân Bân, Tiểu Phượng Hoàng, Châu Thần Ngũ Sắc, Trồn Nhi, thêm cả Ngô Nam, ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào Dương Bách Xuyên. Khụ khụ, mọi người nhìn tôi làm gì, tôi biến mất hơn một năm, đây là sự thật, còn nữa, mọi người cũng không biết đi tìm tôi à, chẳng may tôi bị hại thì sao? Dương Bách Xuyên dùng u oán để xóa đi sự xấu hổ. Một phi thăng cảnh như anh, đừng nói biến mất một năm, cho dù 10 năm thì trên trái đất này cũng ai có thể làm anh bị thương được, bọn em tìm anh làm gì, hơn nữa lúc anh đi đã dặn em đừng tìm anh còn gì, anh muốn ra ngoài dạo chơi, không ngờ còn dẫn về một em gái đang mang bầu cơ đấy, đúng là giỏi thật. Âu Dương Ngọc Thanh khó chịu, ghen tị tới phát hỏa. Hừ, Tiểu Phượng Hoàng, chúng ta ra ngoài chơi, thói chơi bời trăng hoa của ai đó, chị không có hứng thú nghe. Nói xong, Trịnh Bân Bân đứng dậy, kéo Tiểu Phượng Hoàng đi ra ngoài. Kế đó, Châu Thần Ngũ Sắc, Trồn Nhi cũng đi theo. À, đột nhiên cha nhớ còn có việc chưa làm, bà nó, lại giúp tôi một tay. Vợ chồng Dương Quốc Trung cũng không ở lại. Gì ấy nhỉ, chú Ngô Nam, chúng ta đi bàn bạc chuyện của Vân Kỳ. Dương Tinh Phó đứng dậy rời đi, Ngô Nam cũng cười ha ha rồi theo chân. Âu Dương Nhạc nín cười nhìn người cha hời của mình, cô gọi ra phía cửa, em trai, đợi chị với. Thoáng cái đã đi hết. Phòng khách chỉ còn lại chị Mai, Ruth và Âu Dương Ngọc Thanh. Ba người họ đều là phụ nữ của Dương Bách Xuyên. Cái mặt già của Dương Bách Xuyên vô cùng xấu hổ. Ngồi trên ghế không thoải mái như bị kim đâm. Chị Mai, Âu Dương Ngọc Thanh nhìn về phía đối phương, ý cô là chị thấy thế nào? Chị Mai cười cười nói với Ruth ở bên cạnh, Ruth, ra mời Im Tranh vào phòng khách đi, Âu Dương, em cũng đừng tức giận, còn chưa biết nhà họ Viên này có đức hạnh gì, nhưng chuyện xảy ra lần này là có lý do, chúng ta cũng tha cho Dương Bách Xuyên đi. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì cảm động không thôi, liên tục nói sáng suốt. Phụt, Âu Dương Ngọc Thanh cười trước, đương nhiên cô biết lần này không trách hắn được, cô còn phải cảm ơn chị em nhà Nguyên Tranh. Nếu không thì chưa biết chừng Dương Bách Xuyên đã xảy ra chuyện rồi. Cô cố ý nghiêm mặt, thật ra là cho con cái xem. Còn nói không gặp người phụ nữ Dương Bách Xuyên mang về, Âu Dương Ngọc Thanh thật sự không dám, hơn nữa cũng sẽ không làm vậy. Sau khi nghe Dương Bách Xuyên nhắc tới mang thai, hai mắt Đoan Mộc Uyển sáng lên, cũng không dám lơ là. Bọn họ bị phản ứng của Dương Bách Xuyên chọc cười. Một lát sau, Ruth dẫn theo Nguyên Tranh và Nguyên Bảo có chút sợ sệt đi tới. Âu Dương Ngọc Thanh và chị Mai mỉm cười, hai người vội vàng đứng dậy dìu Nguyên Tranh. Nguyên Tranh chào hai chị, vừa nói vừa hành lễ, cô đã nghe Dương Bách Xuyên nói qua tình huống của anh, đương nhiên biết Âu Dương Ngọc Thanh và chị Mai, thậm chí còn biết tới tu chân giới, hoặc là ở một thế giới khác, Dương Bách Xuyên còn có rất nhiều phụ nữ. Chuyện này đã làm chấn động tới tam quan của Nguyên Tranh, nhưng cô biết Bạch Thanh chồng mình. Hay đúng hơn là Dương Bách Xuyên quả thật không phải người bình thường, tối hôm giải thích, Dương Bách Xuyên đã thể hiện cho cô và A Bảo rất nhiều bản lĩnh siêu việt, đến tận bây giờ Nguyên Tranh vẫn nghĩ rằng mình đã kết hôn với thần tiên. Thế nên chuyện Dương Bách Xuyên có rất nhiều phụ nữ cũng không là gì so với những bản lĩnh mà anh thể hiện. Ở trên đảo mấy ngày, Dương Bách Xuyên đã dẫn cô tới nơi gọi là Vân Môn. Nói thật, trong hiểu biết của Nguyên Tranh, nơi này giống như tiên cảnh. Đối mặt với hai người Âu Dương Ngọc Thanh và chị Mai, nhìn thấy thì rất kinh ngạc, cô cho rằng chỉ có thần tiên mới có được vẻ đẹp như vậy, dù là người nước ngoài gọi cô tới đây cũng rất đẹp, điều này khiến Nguyên Tranh căng thẳng theo bản năng. Nghĩ tới phụ nữ của chồng mình, ai cũng xinh đẹp như vậy, bọn họ đều là tu sĩ thần tiên, vậy cô làm sao có thể xứng với anh nữa? Điều khiến cô lo lắng hơn là, lúc trước ông cằn nhằn đề nghị Dương Bách Xuyên kết hôn với cô, thật ra cô hiểu rõ suy nghĩ của ông ấy. Đây là ích kỷ. Nhưng cô còn ích kỷ hơn. Công bằng mà nói, cô quả thật rất thích anh, vậy nên khi ông cằn nhằn đưa ra đề nghị đó, cô không phản đối, thậm chí còn vui vẻ. Nhưng nếu ở tình huống bình thường, Dương Bách Xuyên tiếp tục ở trên đảo, anh vẫn mất trí nhớ, có thể sẽ ở trên đảo cả đời, vậy thì người nhà của anh sẽ rất lo lắng. Nguyên Tranh biết rõ điều này, nhưng lúc trước cô ích kỷ muốn kết hôn với anh,
chẳng khác nào khiến cho người nhà anh sốt ruột. Lúc này, đối mặt với hai người vợ của chồng mình, Nguyên Tranh rất căng thẳng. Em gái, mau đứng dậy đi, em làm cái gì vậy? Âu Dương Ngọc Thanh và chị Mai một trái một phải gần như quỳ xuống đỡ Nguyên Tranh dậy. Hai chị, là do em ích kỷ, nhận lỗi là đương nhiên, em không nên ích kỷ giữ anh ấy ở lại trên đảo, khiến cho mọi người lo lắng, em. Vừa nói, nước mắt như muốn rơi xuống. Em nghĩ nhiều rồi, nếu như Vân Tử đã nói hết thì em cũng biết đấy, bọn chị không lo cho anh ấy đâu, ngược lại phải cảm ơn hai chị em đã cứu anh ấy, em còn đang mang thai, mau mau ngồi xuống, đứng để động tới đứa bé, sau này chúng ta là người một nhà rồi. Đúng vậy, em gái Nguyên Tranh đừng suy nghĩ nhiều, nếu Vân Tử dám bắt nạt, bọn chị sẽ làm chủ cho em. Dương Bách Xuyên thấy chị Mai và Âu Dương Ngọc Thanh đã đỡ Nguyên Tranh rồi xuống. Còn trò chuyện làm sắc mặt thấp thỏm của Nguyên Tranh tốt hơn nhiều, hắn biết chuyện kế tiếp, Âu Dương Ngọc Thanh, chị Mai và Ruth sẽ giải quyết. A Bảo, qua đây với anh. Dương Bách Xuyên nhìn Nguyên Bảo đang tò mò mọi thứ rồi đi tới trước sảnh. Nguyên Bảo có thiên phú tu chân, Dương Bách Xuyên chuẩn bị xây dựng nền tảng cho thằng bé, sau này để A Bảo bắt đầu tu chân, đương nhiên hắn đã nghĩ ra người sẽ dẫn dắt A Bảo. Hơn nữa, trong lòng hắn tự có tính toán cho chị em Nguyên Tranh. Nhưng trước tiên là phải để bọn họ tu chân. Trong đại sảnh, con trai Dương Tinh Phó và con gái Âu Dương Nhạc, cha mẹ cũng đang ở đây, Ngô Nam cũng chưa rời đi. Dương Bách Xuyên kéo Nguyên Bảo đi vào. Cha, thiên phú của Nguyên Bảo không tệ, sau này nền tảng tu luyện của Nguyên Bảo giao cho cha dạy nhé. Dương Bách Xuyên trực tiếp giao Nguyên Bảo cho cha Dương Quốc Trung, đường đường là tu sĩ hợp thể, chỉ dạy Nguyên Bảo tu chân chỉ là chuyện nhỏ. Được. Dương Quốc Trung cười nói, A Bảo, đi, ông nội dẫn cháu đi xem Vân Môn Động Thiên. Dương Quốc Trung cười rồi đứng dậy, dẫn Nguyên Bảo rời khỏi đây. Lúc này, Đoan Mộc Uyển Nhi lại gần, nhỏ giọng nói, con trai, các vợ của con không đánh nhau à? Dương Bách Xuyên nghe mẹ mình nói vậy thì dở khóc dở cười, hắn cố ý nói, mẹ, mẹ mà còn không vào xem thì cháu của mẹ sẽ gặp nguy hiểm đấy. Vèo. Dương Bách Xuyên trợn mắt. Ngay sau đó mẹ hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, Dương Tinh Phó nói, cha, đã bàn giao gần xong tập đoàn Vân Kỳ rồi, nhưng chú Ngô Nam còn có chuyện muốn nói, chú ấy vẫn luôn đợi cha trở về. Việc giao lại tập đoàn cho quốc gia, Dương Bách Xuyên đã dặn dò con trai Dương Tinh Phó tìm Ngô Nam bàn bạc, chuyện này đã được thỏa thuận, hơn nữa cho dù là Vân Môn thì Dương Bách Xuyên cũng có thể để Ngô Nam can thiệp, hiện tại nghe con trai nói vậy, hắn nhíu mày, có chuyện gì? Dương Bách Xuyên nhìn về phía Ngô Nam. Ngô Nam cười khổ đáp, ý của cậu đã được phía trên tán thành, cậu có thể giao ra Vân Kỳ, để lực lượng Vân Môn đóng góp cho nhà nước, đây là làm việc tốt mà không cầu lợi nhuận, nhưng bọn họ cũng lo ngại, Vân Kỳ của cậu là một quái vật khổng lồ. Nếu như các cậu đi hết Vân Kỳ và Vân Môn không có người trấn thủ, họ sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên hy vọng cậu có thể chọn ra một người kế thừa, như vậy thì sẽ có lợi cho cả Vân Môn và quốc gia. Dương Bách Xuyên nghe đối phương nói vấn đề này mà không phải chuyện khác, do hắn nghĩ nhiều rồi, nhưng hắn lắc đầu nói, Tinh Nhi và người nhà của tôi đều sẽ rời đi, không còn ai để kế thừa cả. Ngô Nam cười gian trá, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, không phải có sẵn rồi sao, hơn nữa dù sao Vân Môn và Vân Kỳ đều là tâm huyết của cậu, thế nên tôi nghĩ cậu nên cân nhắc kỹ, để lại một người thừa kế, cậu thấy sao? Vừa nói Ngô Nam vừa nhìn vào bên trong. Dương Bách Xuyên sững sờ, lập tức hiểu được ý của Ngô Nam. Chuyện này, Dương Bách Xuyên có chút lúng túng. Lúc này Dương Tinh Phó lại gần nhỏ giọng nói, cha, con thấy chú ý này của chú Ngô không tệ, hay là để cho em trai chưa ra đời ở lại, Vân Môn thì dễ giải quyết rồi, nhưng lúc trước tập đoàn Vân Kỳ là tâm huyết của chú Lưu, nếu giao tất cả ra ngoài, nếu sau này đúng như chú Ngô nói, tập đoàn Vân Kỳ bị đàn áp rồi sụp đổ, lúc đó cha cũng không tiện ăn nói với chú Lưu. Đúng không? Âu Dương Nhạc Nhạc cũng lại gần nói, cha, em trai nói rất đúng, dù sao thì vẫn là sản nghiệp nhà chúng ta, con thấy chúng ta nộp lên một nửa để sau này em trai nhỏ quản lý trấn thủ, đám đệ tử của Vân Môn cũng sẽ phục. Mọi người để tôi suy nghĩ đã, chuyện này cần phải bàn bạc với Nguyên Tranh, Dương Bách Xuyên biết nếu để đứa nhỏ trong bụng Nguyên Tranh ở lại, Nguyên Tranh cũng nhất định phải ở lại. Nhưng lần này đi, hắn không biết khi nào mới có thể trở về. Nhưng con trai Dương Tinh Phó và con gái Âu Dương Nhạc Nhạc nói không sai, Vân Môn là căn cơ của hắn,
lúc trước tập đoàn Vân Kỳ là tâm huyết do người anh em Lưu Tích Kỳ một tay sáng lập. Mặc dù hiện tại Lưu Tích Kỳ đã trở thành tu chân giả, không cần tới tiền tài vật chất của thế tục, nhưng suy cho cùng đây cũng là một phần tưởng niệm. Nếu hắn làm chủ giao toàn bộ Vân Kỳ ra, sau này đế chế thương mại của Vân Kỳ không còn người có năng lực dẫn dắt, chẳng may sụp đổ, quả thật là khó ăn nói với Lưu Tích Kỳ. Nhưng một bên là vợ và con trai, bên là tâm huyết của người anh em và căn cơ của Vân Môn, rất khó để lựa chọn. Hắn cần phải suy nghĩ kỹ, cũng muốn tôn trọng ý kiến của Nguyên Tranh. Được, cậu suy nghĩ đi rồi nói với tôi một tiếng, tôi đi trước. Ngô Nam đứng dậy rời đi. Nhạc Nhạc đi tiễn chú đi. Không cần đâu. Âu Dương Nhạc Nhạc vẫn tiễn Ngô Nam ra ngoài. Dương Bách Xuyên trầm mặt hỏi Dương Tinh Phó, những tu sĩ kia thế nào rồi? Dương Tinh Phó biết cha mình đang hỏi đám người của Côn Luân, bọn họ đã chuẩn bị xong, có thể rời đi bất cứ khi nào, cũng đã giao lại quyền quản lý cho con, chỉ đợi cha sắp xếp cho họ đi Sơn Hải giới, nhưng mà cha đi ra ngoài hơn một năm, con để bọn họ vào Vân Môn Động Thiên đợi rồi. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, đi tập hợp bọn họ ở quảng trường, bây giờ cha sẽ đưa bọn họ vào Sơn Hải giới. Vâng, con đi ngay. Dương Tinh Phó trả lời rồi lập tức rời đi. Đối với người của các tông môn ở Trung Quốc, Dương Bách Xuyên đã đồng ý đưa bọn họ đi thì đương nhiên sẽ giữ lời, hắn cũng không muốn để bọn họ ở lại trái đất làm nhân tố không ổn định, lần này bất cứ ai tu chân thì hắn sẽ đưa đi hết, thích lăn lộn thì đi Sơn Hải giới. Nơi ấy mới là võ đài để tu sĩ bắt đầu. Một tiếng sau, Dương Bách Xuyên mở một thông đạo tới Sơn Hải giới ở quảng trường Vân Môn, đưa mấy trăm người của Côn Luân, Võ Đang, Thiếu Lâm và tu sĩ của hơn 10 thế lực gia tộc vào Sơn Hải giới. Hắn đưa cho bọn họ lệnh bài của Vân Môn ở Sơn Hải giới, chí ít thì sang đó cũng không đến nỗi bị bắt nạt, còn phái một bộ phận đệ tử Vân Môn ở trái đất đi trước, thông báo tình hình bên này, sau khi xử lý xong chuyện ở trái đất thì hắn cũng sẽ nhanh chóng qua bên đó, chủ yếu là báo tin cho Đoàn Đoàn và Viên Viên. Đưa được những người này đi, Dương Bách Xuyên cũng xem như giải quyết được tâm sự trong lòng. Những ngày sau đó, Dương Bách Xuyên ở cạnh mấy người vợ của mình, đợi Nguyên Tranh sinh con. Còn về chuyện người thừa kế của Vân Môn ở trái đất, sau khi tìm Nguyên Tranh bàn bạc, cô lại đồng ý, theo như cách nói của cô thì, mặc dù hiện tại đã tiếp xúc tới cánh cửa tu chân, nhưng dù sao thì vẫn chưa tu, chỉ là biết đến nó mà thôi. Nếu Nguyên Tranh muốn tu chân thì phải đợi sau khi đứa bé ra đời mới được. Hơn nữa ý của cô là, đúng lúc để cô ở lại trái đất cũng có thể giúp cô dẫn tiêu hóa về tu chân. Dương Bách Xuyên vui vẻ đồng ý, dù sao lúc hắn rời đi sẽ trải đường tốt cho Nguyên Tranh, đến lúc đó Nguyên Tranh đương nhiên có thể mang theo đứa nhỏ đi tới Sơn Hải giới rồi sang tu chân giới. Khoảng thời gian tiếp theo, hắn định đích thân dạy dỗ Nguyên Bảo, Nguyên Tranh ở lại trái đất thì đương nhiên thằng bé cũng phải ở lại, bảo vệ cho Nguyên Tranh và đứa nhỏ. Dương Bách Xuyên đưa Nguyên Bảo tới một đỉnh núi ở Vân Môn Động Thiên. A Bảo đã cảm ngộ được cái gì chưa? Dương Bách Xuyên hỏi. Anh rể, em cảm nhận được chuyển động của luồng khí trong cơ thể. A Bảo đáp. Không tệ, cứ đi theo cảm giác, ghi nhớ lộ trình tu luyện, A ngày sau sẽ tiến vào được luyện khí kỳ tầng 1. Ngày thứ 3, A Bảo bước vào luyện khí kỳ. Mỗi ngày dùng một thìa ong mật, phải nghiêm túc luyện hóa, không được tham lam. Nửa tháng sau anh muốn thấy em lên được trúc cơ. Vâng, anh rể. Nhờ có Dương Bách Xuyên đích thân giám sát dạy dỗ, Nguyên Bảo tiến bộ rất nhanh, nửa năm sau trong thung lũng của dãy núi phía sau Vân Môn. Nguyên Bảo, thiên kiếp kim đan chỉ là thiên kiếp nhỏ, không cần quá mức để ý, chỉ dốc toàn lực đối ứng là được. Sau nửa năm được Dương Bách Xuyên dạy dỗ, Nguyên Bảo đã nghênh đón tiểu thiên kiếp kim đan. Tài năng của Nguyên Bảo được Dương Bách Xuyên khai phá hết sức có thể, quả thật là không tệ. Ầm ầm, đạo thiên kiếp đầu tiên giáng xuống. Đợi sau khi Nguyên Bảo độ kiếp thành công, Dương Bách Xuyên mới nói, từ nay về sau cứ dựa theo những gì anh giảng giải để tu luyện, nhớ là không được lười biếng, cũng không thể nóng vội, con đường tu chân tham lam cũng thành chín quá hóa nẫu, phải tập luyện mỗi ngày. Ngoài ra, hôm nay anh rể tặng em một vật, sau này anh đi. Em thay anh bảo vệ tốt cho chị gái em và đứa nhỏ, em có làm được không? Nguyên Bảo trịnh trọng gật đầu, anh rể yên tâm có em ở đây, nhất định sẽ dùng mạng để bảo vệ chị gái và cháu ngoại, nếu có gì bất chắc Nguyên Bảo có thể dùng cái chết đẻ tạ tội. Ha ha, không cần phải nghiêm túc như vậy, anh để lại cho em một số bản lĩnh,
tin là ở trái đất này không ai có thể lật trời. Dương Bách Xuyên mỉm cười và giơ tay phải lên, lòng bàn tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng bạc rực rỡ. Dưới sự tò mò của Nguyên Bảo, ánh sáng bạc tan đi, cậu thấy trong tay anh rể Dương Bách Xuyên xuất hiện một cái xương tay thủy tinh, nhìn không giống như xương của con người. Đây chính là bàn tay tàn cốt của Thông Tí Viên Hầu mà năm xưa anh lấy được ở núi Trường Bạch, theo tu vi tăng lên hiện tại đã không cách nào thỏa mãn sức chiến đấu nữa, lâu rồi không sử dụng qua, hôm nay lại truyền thụ cho em. Anh đã phong ấn sức mạnh năm chân nguyên của chính mình trong xương tay, nếu kích hoạt thì có thể dùng để giết chết đại thừa. Tuy nhiên, hãy nhớ nếu không phải thời điểm quan trọng thì không được sử dụng. Tu vi chưa đủ mạnh để sử dụng thì sẽ bị cắn trả. Dùng cẩn thận. Trong tình huống bình thường, em có thể dùng chân khí để phát huy uy lực xương tay, bên trong có ba đòn thần thông, phát huy với đồng cảnh giới là vô địch, thậm chí có thể chiến đấu vượt cấp, nếu em giỏi luyện chế và nuôi dưỡng nó, về sau nó sẽ mạnh thêm, cũng có lợi với em. Vừa nói hắn vừa đặt xương tay lên tay phải của Nguyên Bảo, vận công giúp Nguyên Bảo dung hợp xương tay. Mấy phút sau Dương Bách Xuyên thu tay lại, xương tay đã dung hợp vào tay Nguyên Bảo. Nguyên Bảo biết mình được lợi lớn, vội vàng cảm ơn anh rể. Sau ngày hôm nay, anh sẽ không dạy em phải tự mình luyện tập, trước tiên phải làm quen với xương tay của mình. Vâng. Dương Bách Xuyên dùng thời gian nửa năm để dạy dỗ Nguyên Bảo, đệ tử Vân Môn truyền miệng quả là kỳ tích, Nguyên Bảo cũng không phụ lòng kỳ vọng của Dương Bách Xuyên. Sau khi dung hợp với xương tay, Dương Bách Xuyên tự tin có chân nguyên bảo mệnh mà hắn phong ấn ở bên trong, đủ để Nguyên Bảo bảo vệ tốt cho mẹ con Nguyên Tranh. Lúc này anh mới có thể yên tâm rời khỏi. Một tháng sau, cuối cùng Nguyên Tranh cũng sinh ra một đứa con trai, bậc làm cha mẹ vô cùng vui sướng, đương nhiên nhìn con trai ra đời, Dương Bách Xuyên cũng rất xúc động. Chờ sau khi mọi người nhìn đứa bé ra ngoài, mới đến phiên người cha này. Tranh Nhi, vất vả cho em rồi. Nguyên Tranh nghe được Dương Bách Xuyên nói chuyện, nàng nở nụ cười, trong lòng vô cùng ấm áp, chuyện đầu tiên Dương Bách Xuyên làm là ân cần hỏi nàng, mà không phải đi thăm con trai, làm phụ nữ, Nguyên Tranh biết vậy là đã đủ rồi. Xem con trai, Nguyên Tranh có chút hư vinh. Lúc này Dương Bách Xuyên mới bế con trai lên cho Nguyên Tranh xem, đưa một tay ra nắm chặt tay cô, chuyển sang một tia chân, để cô nhanh chóng khôi phục. Vân Tử, đặt tên đi, có chân khí của Dương Bách Xuyên điều dưỡng, sắc mặt của Nguyên Tranh hồng hào lên không ít, cũng có sức ngồi dậy. Dương Bách Xuyên trầm ngâm rồi nói, gọi Dương Nguyên Thanh đi. Dương Nguyên Thanh, Nguyên Tranh lẩm bẩm, ánh mắt càng ngày càng sáng, cô nở nụ cười hạnh phúc, tên con trai là tên của anh và cô họ Nguyên, mà chữ Thanh là trong Bạch Thanh, cái tên mà cô đã đặt cho anh khi bị mất trí nhớ. Hiện tại Dương Bách Xuyên đặt tên cho con trai là Dương Nguyên Thanh, Nguyên Tranh biết đây là một đoạn ký ức. Cô rất cảm động và hạnh phúc. Đi, mang hai người tới một nơi. Dương Bách Xuyên cười cười ôm lấy con trai rồi nắm tay Nguyên Tranh, chớp mắt đã biến mất ở trong phòng, nhưng trên giường lại xuất hiện bình càn khôn. Đây là đâu? Nguyên Tranh rất ngạc nhiên. Đây là không gian càn khôn của anh, qua đây, tẩy tủy cho con trai để lưu lại sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể thằng bé. Sau này tu chân sẽ dễ dàng hơn nhiều, em cũng đi cùng đi, anh không ở đây em phải tu luyện thật tốt, anh ở tu chân giới đợi em và con trai. Vừa nói Dương Bách Xuyên vừa dẫn hai mẹ con Nguyên Tranh tới trước viên đá sinh mệnh, anh chuẩn bị dùng nước sinh mệnh để tẩy tủy cho đứa con trai vừa ra đời. Sau khi Nguyên Tranh sinh ra một đứa con, mỗi ngày Vân Môn địa cầu đều tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ, nhất là cha mẹ Dương Bách Xuyên. Vì điều này, Dương Mỗ chuẩn bị ở lại một thời gian, đợi con trai lớn hơn rồi đi sau, đối với hắn tất nhiên có thể ở bên cạnh vợ con mới là cuộc đời. Nhưng hết cách, hắn là tu chân giả. Có quá nhiều chuyện cần hắn đi làm, giờ nói Dương Mỗ gia sản khổng lồ cũng không khoa trương chút nào. Địa cầu có Vân Môn, Sơn Hải giới có Vân Môn, tu chân giới cũng vậy. Có người thân, có vợ con, có anh em bạn bè, có môn đồ đệ tử, rất nhiều người đều cần hắn bảo vệ, còn có lời hứa với sư phụ, phải giúp sư phụ tạo lại thân thể tán tiên. Cho nên hắn không thể ở lại địa cầu quá lâu. Trong lòng hắn còn lo sau khi rời khỏi tu chân giới. Liệu ma tộc có bộc phát không, có ai gây phiền phức cho Vân Môn không? Nhưng đối với mẹ con Nguyên Tranh trước giờ chưa từng tiếp xúc với tu chân, tạm thời ở lại địa cầu quả thật cũng có lợi, điều Dương Bách Xuyên có thể làm chính là cố gắng ở bên cạnh bọn họ nhiều hơn. Chớp mắt một năm đã trôi qua, con trai đã một tuổi,
cũng mở miệng gọi tiếng mẹ đầu tiên, sau đó là gọi bà nội, ông nội, cuối cùng mới là cha. Điều này khiến Dương Bách Xuyên hơi buồn rầu, nhưng thấy cha mẹ vui vẻ, hắn cũng mỉm cười. Trong một năm này, thực ra Nguyên Tranh và con trai thay đổi rất nhiều. Hắn đích thân tẩy tủy cho Nguyên Tranh và con trai, xây dựng nền móng vững chắc cho bọn họ. Nguyên Tranh đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, đây là vì cô ấy phải chăm con không có nhiều thời gian tu luyện, nếu không thiên phú của cô ấy chắc chắn không kém hơn Nguyên Bảo. Hai chị em bọn họ đều không tệ, hoặc nói là Dương Bách Xuyên thấy bản thân tư chất tu luyện của người địa cầu đều rất mạnh, vượt qua tu sĩ khác của tu chân giới. Điều này rất có liên quan tới việc địa cầu là tổ giới, hoặc gọi là bản nguyên giới chỉ. Con trai Dương Nguyên Thanh lại là người khiến Dương Bách Xuyên đắc ý nhất, dùng nước sinh mệnh tẩy tủy, cộng thêm từ nhỏ đã dùng quỳnh thương ngọc dịch ong mật nuôi dưỡng có được từ hoa viên lam tâm, mới chỉ một tuổi đã là tiên thiên chi thể, giai đoạn một tuổi bước vào cấp bậc kim đan hậu kỳ. Có thể nói là tiểu yêu nghiệt. Thành tựu tương lai không thể giới hạn, Dương Bách Xuyên tin chắc điều này. Sắp đến Tết rồi, qua Tết Dương Bách Xuyên sẽ chuẩn bị rời đi. Bây giờ hắn chỉ muốn cả nhà đón Tết cùng nhau thật tốt. Sau khi sang xuân vào tháng 2 âm lịch, tháng này có Tết Thanh Minh là ngày lễ tế tổ lớn của Trung Quốc, truyền thống quét dọn thăm mộ tổ tiên được lưu truyền lâu đời. Cho dù là tu chân giả, Dương Bách Xuyên cũng chưa từng quên. Ngày hôm nay, cả nhà đến quét mộ cho bà nội, sau đó Dương Bách Xuyên hỏi Âu Dương Ngọc Thanh, trưởng bối mấy nhà khác đều an táng ở đâu, anh đi quét mộ cho bọn họ. Âu Dương Ngọc Thanh biết người Dương Bách Xuyên hỏi là trưởng bối của mấy người phụ nữ kia, thế là cô ấy nói, đặt ở trong thôn cũ ban đầu, Vân Môn đặc biệt xây dựng nghĩa trang, đều là người nhà mình, đương nhiên còn có một số thôn dân của thôn cũ, em đi cùng anh. Được. Dương Bách Xuyên gật đầu rồi đi cùng Âu Dương Ngọc Thanh. Năm đó mặc dù hắn đã tu chân, nhưng lúc đó trưởng bối của mấy người phụ nữ đều đã rất lớn tuổi không hợp tu chân, Dương Bách Xuyên chỉ có thể điều chỉnh thân thể của bọn họ, giúp bọn họ có thể khỏe mạnh sống lâu, nhưng cuối cùng vẫn sẽ có một ngày chết già. Ví dụ cha mẹ của mấy người phụ nữ Lâm Hoan, Lâm Khả, Viên Kim Phượng đều như vậy. Năm đó Dương Bách Xuyên không có năng lực khiến cha mẹ của tất cả mọi người đều bước vào tu chân, nếu không hắn sẽ giữ bà nội lại đầu tiên. Nói cho cùng tu chân vẫn là nghịch thiên, để tất cả mọi người đều tu luyện chưa chắc đã là chuyện tốt, hắn chỉ có thể lựa chọn thuận theo tự nhiên. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Ví dụ gia tộc Triệu Nam và gia tộc Độc Cô Vô Tình, bản thân gia tộc của bọn họ chính là thế gia võ cổ, lúc Dương Bách Xuyên đến Sơn Hải giới đã dẫn người của hai nhà đi cùng. Người khác cũng không tiện nhúng tay vào. Mấy trăm năm trôi qua, nếu thật sự có luân hồi có lẽ những trưởng bối này đã đầu thai lâu rồi, nhưng hắn đã trở về, nên đi bái tế thì vẫn phải đi. Nghĩa trang thôn cũ trông rất gọn gàng, rõ ràng là có người thường xuyên dọn dẹp, Dương Bách Xuyên biết là công lao của Âu Dương Ngọc Thanh. Sau khi cúng từng người xong, hắn nói với Âu Dương Ngọc Thanh, Ngọc Thanh, em có lòng rồi, anh cảm ơn em thay mấy người bọn họ. Âu Dương Ngọc Thanh lườm Dương Bách Xuyên, nói, các chị em đều không ở đây, những chuyện này tất nhiên nên do em lo liệu, ai cần anh cảm ơn chứ. Được được, lỗi của anh, đi thôi, em trở về sắp xếp, mấy ngày nữa đợi anh về rồi chúng ta đi. Dương Bách Xuyên cười nói. Âu Dương Ngọc Thanh sửng sốt hỏi, anh lại muốn ra ngoài à? Dương Bách Xuyên gật đầu, có nơi này nhất định phải đi xem, anh đi một chuyến, em về trước nói với cha mẹ, mấy ngày nữa anh sẽ về. Vậy, anh cẩn thận chút, Âu Dương Ngọc Thanh quay người rời đi, cô ấy không hỏi Dương Bách Xuyên đi đâu, cô ấy biết hắn có việc của mình. Chỗ Dương Bách Xuyên muốn đến tất nhiên chính là vùng đất bí mật lớn nhất trên địa cầu, Hoàng Lăng Đại Tần hoặc nói là thần mộ viên ở bên trong. Năm đó tu vi hắn yếu, không dám tùy tiện vào trong. Hơn nữa linh hồn kỳ lân canh giữ cũng không cho hắn vào, nhưng bây giờ hắn lại muốn vào xem thử. Nếu bảo hắn không tò mò với nơi được đặt tên là thần mộ, thì mới là giả. Hơn nữa trong Hoàng Lăng Đại Tần còn có một thông đạo truyền tống đến Sơn Hải giới, hắn cũng phải đi kiểm tra mới yên tâm, nếu không sau này Nguyên Tranh, Nguyên Bảo và con bọn họ không tiện đến Sơn Hải giới. Đó là thông đạo duy nhất. Năm đó chính là ở cung điện kia. Phía sau tranh chân dung của Thủy Hoàng Đế Lệ Phi hoặc nói là Hiên Viên Lệ có ẩn giấu thông đạo truyền tống. Sau khi đưa mắt tiễn Âu Dương Ngọc Thanh rời đi, Dương Bách Xuyên vừa chuẩn bị đi, nhưng lại có một giọng nói vang lên, này, anh đi đâu, dẫn tôi đi dạo với, chán quá đi mất.
vừa quay đầu lại thấy Trịnh Bân Bân bước ra ở đầu bên kia của Nghĩa Trang, rõ ràng cuộc trò chuyện vừa rồi của hắn và Âu Dương Ngọc Thanh đều bị Trịnh Bân Bân nghe thấy rồi. Thực ra Dương Bách Xuyên hơi hổ thẹn với vị nữ vương bệ hạ này, đến địa cầu đã sắp 3 năm, về cơ bản hắn chưa từng quản Trịnh Bân Bân. Cô ta chỉ từng ra ngoài chơi với chị Mai lúc vừa mới đến địa cầu, trên danh nghĩa là chơi khắp địa cầu, cuối cùng lại trở về vì buồn chán, sau đó cô ta vẫn luôn ở Vân Môn không ra ngoài. Hơn nữa, trong số mấy người phụ nữ ở Vân Môn chỉ có cô ta không phải người của Dương Mỗ, 1-2 năm trôi qua, tâm tư của Dương Mỗ đều ở trên người vợ con của hắn, thật sự hơi lơ là Trịnh Bân Bân. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên hơi áy náy. Được, tôi dẫn cô đi. Có điều chỗ đó khá đặc biệt, đến lúc đó cô phải theo sát tôi đấy. Dương Bách Xuyên cười nói. Lúc này Trịnh Bân Bân cười nói, coi như anh biết điều. Quả thật cô ta hơi oán trách Dương Bách Xuyên, chỉ thiếu điều mắng Dương Mỗ thấy sắc quên bạn thôi. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên giơ tay nắm lấy tay của Trịnh Bân Bân. Trịnh Bân Bân vô thức rụt về, hỏi, làm gì? Muốn chiếm tiện nghi của bổn nữ vương hả? Làm ơn đi bà chị. Không phải cô muốn đi với tôi à? Tôi không nắm tay cô thì sao dẫn cô đi được, yên tâm đi tôi không có suy nghĩ gì với cô. Dương Mỗ nhếch miệng nói. Hừ, nói cứ như bà đây có ý với anh vậy, tên đàn ông thối sống trong cả đống phụ nữ, bổn nữ vương cũng không có suy nghĩ gì. Bà cô có đi không? Đi đi đi. Hai người đang đấu võ mồm, Trịnh Bân Bân vẫn giơ tay cho Dương Mỗ nắm lấy. Ngay sau đó, trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động. Biến mất tại chỗ. Đợi lúc xuất hiện lần nữa, bọn họ đã ở trước một đống loạn thạch, xung quanh là đồng cỏ mênh mông giống như tấm thảm màu xanh lục, phong cảnh tuyệt đẹp, khiến tâm trạng người nhìn đều thoải mái. Trịnh Bân Bân không nhịn được, hỏi, đây là đâu? Ế, hình như cách Vân Môn không xa. Trong lúc nói, Trịnh Bân Bân phóng thần thức ra kiểm tra thì biết nơi này cách Vân Môn khoảng 40-50 cây số. Nơi này là núi Thạch Cổ, dư mạch núi Tần Lĩnh, cội nguồn của Đại Tần Trung Quốc. Chỗ chúng ta cần đến ở dưới lòng đất, lối vào ở đống loạn thạch. Dương Bách Xuyên giải thích, rồi đi về phía loạn thạch. Hai người đứng ở chỗ loạn thạch, Dương Bách Xuyên vừa vung tay, một tảng đá to ở bên trong từ từ dịch ra, để lộ một hang núi. Nhưng lúc này lại có một tiếng húy vang lên, húy. Dương Bách Xuyên mỉm cười, hắn đã nghe thấy âm thanh quen thuộc. Hơn 700 năm không gặp, hồn ngọa nghiêu vẫn còn tồn tại. Điều này chứng tỏ mọi thứ ở đây đều chưa thay đổi. Kẻ nào to gan, ế, lại là nhóc con nhà ngươi. Hồn ngọa nghiêu là thần hồn bảo vệ lối vào, rõ ràng nó đã nhận ra Dương Bách Xuyên. Lão nghiêu, 7 năm không gặp, có khỏe không? Dương Bách Xuyên cười nói, hồn ngọa nghiêu trong mắt hắn vẫn là trạng thái thần hồn. Lần trước nhóc con nhà ngươi dẫn theo một người phụ nữ, lần này lại dẫn một người khác, người nào cũng xinh đẹp, diễm phúc không tệ. Lời của hồn ngọa nghiêu hơi có ý ghen tị. Khụ khụ, Dương Mỗ nhìn trộm Trịnh Bân Bân, ho khan nói, bớt nói nhảm, ta muốn vào trong, người còn muốn gây khó dễ không? Thích vào thì vào. Đối mặt với giọng điệu không có thiện ý của Dương Mỗ, hồn ngọa nghiêu bỏ lại câu này, rất thức thời biến mất không thấy bóng dáng. 700 năm trước, Dương Mỗ đã vượt qua ải của nó, 700 năm sau thực lực tu vi của Dương Mỗ càng mạnh hơn, tất nhiên hồn ngọa nghiêu sẽ không ngăn cản. Rất biết điều trực tiếp tránh ra. Để lại Dương Bách Xuyên ngẩn người, hắn vốn còn tưởng vẫn phải đánh một trận giống lần trước, lần này còn vô cùng tự tin, ai ngờ nghiêu hồn này lại dứt khoát chuồn lẹ như vậy. Hừ, Trịnh Bân Bân hừ lạnh. Ánh mắt kia giống như đang nói, phong lưu của anh đúng là không phải để trưng bày. Dương Mỗ xấu hổ, thầm oán hận hồn ngọa nghiêu lắm mồm. Hơn 700 năm trước hắn đi cùng Lục Tuyết Hy, lần này lại dẫn theo Trịnh Bân Bân. Khụ khụ, đi thôi, chúng ta vào trong xem sao. Dương Mỗ xấu hổ mỉm cười, đi vào trong hang núi trước. Nơi này chính là thành Đại Tần mà anh nói à. Sau khi hai người xuất hiện ở thành Đại Tần dưới lòng đất, Trịnh Bân Bân hơi kinh ngạc hỏi, cô ta vẫn rất ngạc nhiên đối với thành trì tinh tế dưới lòng đất này. Ừ, cũng không biết những quỷ tu kia có còn ở đây không. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn thành trì. Năm đó... Hắn từng gặp mãnh tướng Đại Tần Mông Nghị dẫn đầu một đám quỷ tu canh giữ thành Đại Tần, đương nhiên nói một cách nghiêm khắc thì lúc đó bọn họ chỉ là linh thể. Có điều hắn có tặng cho Mông Nghị một bộ công pháp quỷ tu, nếu còn tồn tại thì bây giờ chính là quỷ tu chân chính rồi.
Hai người vừa nói vừa đi vào thành Đại Tần, trên đường không gặp một quỷ tu nào xuất hiện, Dương Bách Xuyên biết chắc chắn những quỷ tu kia đã rời đi. Nghĩ lại cũng đúng, năm đó hắn cho Mông Nghị công pháp quỷ tu, sau khi tu luyện chắc chắn bước vào con đường tu đạo cầu tiên, nếu cứ ở nơi này mãi thì sao có thể thăng cấp được. Muốn thăng cấp tu vi thì sẽ nghĩ cách rời đi, mà phía sau tranh chân dung của Lệ Phi ở sâu trong cung điện có truyền tống trận. 89 phần Mông Nghị đã dẫn thuộc hạ của ông ta tiến vào Sơn Hải giới thông qua truyền tống trận rồi. Dương Bách Xuyên nghĩ như vậy mới bình thường, đó cũng là chuyện tốt, chứ nếu như Mông Nghị chưa đi, lần này tiến vào hắn sẽ cưỡng chế đưa bọn họ rời đi, sẽ không để bất cứ sức mạnh khác thường nào ở lại địa cầu. Hắn thong thả dạo bước, đến trước cánh cửa năm đó, hay nói cách khác là trước cửa thần mộ viên. Đây chính là mục đích chuyến này của anh à. Trịnh Bân Bân cảm nhận được khí tức tỏa ra từ trên cánh cửa, khiến trong lòng cô ta hơi sợ hãi, cảm thấy vô cùng nguy hiểm, không khỏi hỏi Dương Bách Xuyên. Đúng vậy, cánh cửa này gọi là thần mộ viên, là chỗ bí mật lớn nhất của địa cầu. Hơn 700 năm trước tôi từng tới, nhưng không dám vào, cũng chưa thể vào. Lần này trở về, trước khi đi tôi lại muốn xem thử, nhưng... bây giờ xem ra hình như vẫn đáng sợ. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm cánh cửa thần mộ viên. Mất tập trung nói. Năm đó lúc đến đây, tu vi của hắn còn thấp, cảm thấy khí tức cánh cửa thần mộ viên mạnh mẽ khó lường. Bây giờ cách hơn 700 năm, lần thứ hai đến đây, hắn đã là tu vi phi thăng cảnh trung kỳ, hoàn toàn có thể nói đã đứng ở đỉnh phong tu chân, nhưng đối mặt với cánh cửa thần mộ viên, hắn vẫn cảm thấy sâu như biển. Đây rốt cuộc là một nơi thế nào? Trong lòng Dương Bách Xuyên như rời sông lấp biển. Trước sau hơn 700 năm, chênh lệch tu vi không hề nhỏ, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được sự nông sâu của thần mộ viên, khí tức hắn cảm nhận lại càng khó có thể nắm bắt giống như tinh không. Đứng ở cánh cửa hồi lâu, Dương Bách Xuyên hít sâu rồi tiến về phía trước, mặc kệ thế nào, nếu đã đến rồi, vậy hắn cũng phải đi xem thử mới cam lòng. Năm đó lão bất tử Lữ Xuân Thu kia có thể vào, không chừng bây giờ hắn cũng có thể vào. Trong lòng Dương Mỗ hơi không phục. Đến chỗ cách thần mộ viên 3 mét. Dương Bách Xuyên dừng lại, lập tức chắp tay với cánh cửa, nói, Kỳ Lân tiền bối, vãn bối Dương Bách Xuyên đến thần mộ viên. Hắn biết cửa thần mộ viên có linh hồn thần thú Kỳ Lân kia canh giữ, nên không dám tự ý xông vào. Năm đó Dương Bách Xuyên từng gặp linh hồn thần thú Kỳ Lân kia, thần hồn vô cùng mạnh mẽ, hắn biết đó là linh hồn Kỳ Lân trưởng thành chân chính, không phải ấu thú như ngé con. Ban đầu hắn nghĩ hết mọi cách lừa ngé con thực ra cũng là vì từng gặp linh hồn Kỳ Lân này, muốn kết thiện duyên. Dương Bách Xuyên thật sự kính nể thần thú chi vương chân chính giữa trời đất như Kỳ Lân. Hắn biết thần mộ viên có linh hồn thần thú canh giữ nên không hề dám xem thường. Trịnh Bân Bân thấy kỳ cục, sau khi Dương Bách Xuyên hành lễ với cánh cửa, thì trên cửa lớn bắt đầu tỏa sáng lấp lánh. Ngay sau đó chỉ thấy trên cánh cửa bùng lên ánh sáng bảy màu. Lại ngưng tụ ra một quái vật khổng lồ. Sau khi ánh sáng tản đi, trước mặt bọn họ xuất hiện một con Kỳ Lân. Mặc dù Trịnh Bân Bân lần đầu thấy, nhưng cô ta đã từng nghe sư phụ nhắc tới thần thú trời đất Kỳ Lân, cảm nhận được một khí tức như núi cao, khiến cô ta suýt nữa quỳ xuống. Trong lòng bắt đầu rời sông lấp biển, cô ta cảm nhận được Kỳ Lân trước mắt là trạng thái thần hồn, không phải thực thể, trong lòng hít khí lạnh. Chỉ là một thần hồn đã có uy áp như vậy. Thật sự không thể tưởng tượng được Kỳ Lân này là tồn tại mạnh mẽ cỡ nào. Hơn nữa không nói Trịnh Bân Bân, ngay cả Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được lực uy áp tới mức không thở nổi sau khi linh hồn Kỳ Lân xuất hiện, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ mạnh quá rồi. 700 năm trước là cảm nhận này, 700 năm sau càng là như vậy. Lại là tên nhóc nhà ngươi, ngươi đi đi, nơi này không phải chỗ ngươi có thể nhúng chàm. Kỳ Lân nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nói. Lúc Kỳ Lân nói chuyện, Dương Bách Xuyên và Trịnh Bân Bân cảm thấy uy áp đều đã biến mất, lập tức khiến hai người thở phào. Có điều nghe Kỳ Lân nói, Dương Bách Xuyên lại hơi không phục, Kỳ Lân tiền bối, năm đó tại sao Lữ Xuân Thu có thể vào, còn tôi không thể vào chứ? Trước sau 700 năm, vãn bối đến đây hai lần, chính là cơ duyên, tôi muốn vào xem thử, vẫn mong tiền bối tạo điều kiện. Mặc dù biết linh hồn Kỳ Lân này vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà... Dương Bách Xuyên nghĩ dù sao nó cũng là trạng thái thần hồn, có thể cho Lữ Xuân Thu vào lại không thể cho hắn vào, đây rõ ràng là kỳ thị hắn, cho nên lời nói hơi láo xược. Hừ, nếu đã muốn tìm cái chết thì ta tác thành cho ngươi. Dương Bách Xuyên dứt lời,
linh hồn kỳ lân không hề có dấu hiệu báo trước, hừ lạnh rồi ra tay. Linh hồn kỳ lân há miệng to như chậu máu, lao về phía hắn. Giờ phút này, lông tơ cả người Dương Bách Xuyên đều dựng ngược, hắn lại phát hiện bản thân đã mất năng lực hành động, toàn thân bị một uy áp nghiền áp khiến người ta tuyệt vọng, không thể động đậy, bất cứ sức mạnh nào ở trong người đều không vận chuyển được. Hắn chưa từng cảm nhận được lực uy áp mạnh mẽ như vậy. Dư Quang nhìn qua thấy Trịnh Bân Bân cũng bị ảnh hưởng, quỳ rạp xuống đất. Dương Bách Xuyên trợn to mắt, hắn từng nghĩ tới sự mạnh mẽ của linh hồn kỳ lân, nhưng lại không ngờ tới sẽ mạnh mẽ cỡ này. Nó chỉ là thần hồn, chỉ là uy lực thần hồn bộc phát đã khiến hắn cảm nhận được một sức mạnh phá hủy trời đất, thực sự rất khủng bố. Càng không ngờ tới kỳ lân này lại không nói lý lẽ như vậy, không phải chỉ phản bác chút xíu thôi à, còn không để cho hắn có cơ hội gì, nói ra tay liền ra tay. À không, nó là dùng miệng mới đúng. Mặc dù linh hồn kỳ lân này là thần hồn, nhưng chắc chắn có thể ăn thịt hắn. Khí tức uy áp mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cơ thể không thể cử động, miệng không thể há ra. Hắn cảm nhận được khí tức tử vong đang bao phủ trên người, lúc này hắn mới biết linh hồn kỳ lân mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng. Chắc chắn không phải cấp bậc tu chân giả. Áo! Trong một tiếng giống, Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại. Mạng này tiêu rồi. Hắn bi thương nói trong lòng. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm thấy khí tức uy áp bao phủ quanh người đều biến mất rồi. Không còn cảm thấy bất cứ đau đớn nào nữa. Bên tai lại vang lên giọng nói vô cùng uy nghiêm thậm chí còn hơi chút kích động và căng thẳng. Nhóc con, tại sao trên người ngươi lại có khí tức của tộc kỳ lân ta? Phù! Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, mới một lát mà toàn thân hắn đã ướt sũng mồ hôi lạnh, nhưng cuối cùng cũng biết tại sao linh hồn kỳ lân lại từ bỏ giết hắn vào thời khắc then chốt. Nghe linh hồn kỳ lân nói, Dương Bách Xuyên biết là Ngé Con đã cứu hắn một mạng. Ngé Con là thần thú kỳ lân, cũng từng uống nước sinh mệnh của hắn, cho nên giữa hắn và Ngé Con có tồn tại khế ước thần hồn. Chắc chắn là vừa rồi linh hồn kỳ lân cảm nhận được trong người hắn có khí tức của Ngé Con, cho nên đã từ bỏ giết hắn. Trịnh Bân Bân cũng khẽ rên, sắc mặt trắng bệch, đứng dậy. Nói cho ta biết. Đúng lúc này, linh hồn kỳ lân vô cùng uy nghiêm, nói. Ha ha! Lúc này, Dương Mỗ lại lạnh lùng cười, mặc dù trong lòng sợ linh hồn kỳ lân, nhưng hắn cũng phát hiện kỳ lân này đang vô cùng căng thẳng. Nói cách khác, linh hồn kỳ lân vô cùng để ý Ngé Con. Cho nên trong lòng Dương Bách Xuyên đã có chút tự tin, lạnh lùng cười nói, tôi có người anh em là kỳ lân. Hắn không dám nói hắn đã thu phục Ngé Con, để Ngé Con trở thành thần sủng của hắn, nếu không chắc linh hồn kỳ lân này sẽ lại nổi giận. Nói cho ta biết nó đang ở đâu. Dương Bách Xuyên nói xong, kỳ lân liền vươn cái đầu to lớn về phía trước hỏi, tâm trạng vô cùng không ổn định. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Bách Xuyên biết mình đã thành công. Trên thế giới này còn rất ít kỳ lân, có một con kỳ lân xuất hiện quả thật là không dễ dàng. Linh hồn kỳ lân trước mắt vô cùng lo lắng. Hắn phát hiện sát ý của linh hồn kỳ lân đối với mình đã biến mất. Dương Bách Xuyên biết linh hồn kỳ lân sẽ không ra tay với hắn nữa, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải nói ra tin tức của Ngé Con. Hắn hít sâu một hơi, lấy đá ảnh tượng trong tay ra kích hoạt, đây là hình ảnh ghi lại cảnh Ngé Con sau khi thức tỉnh huyết mạch đã chiến đấu với các yêu ở núi Vạn Yêu năm đó, do đại yêu dưới trướng hắn ghi lại để hắn giữ làm kỷ niệm. Hình ảnh trong đá ảnh tượng hiện ra, quả thật là cảnh tượng Ngé Con chiến đấu với đại yêu. Chỉ có mấy giây ngắn ngủi, rất nhanh đã kết thúc. Nhưng linh hồn kỳ lân lại kích động mà cười điên cuồng, ha ha ha. Tộc của ta bất diệt, tộc của ta bất diệt. Cười xong, linh hồn kỳ lân nhìn về phía Dương Bách Xuyên, giọng cũng dịu đi không ít, nói cho ta nghe tình hình đi. Dương Bách Xuyên biết linh hồn kỳ lân muốn biết chuyện của Ngé Con, hắn cũng không dám do dự, dù sao thì kỳ lân trước mặt cũng là một sự tồn tại thâm sâu không lường được, hắn cũng chỉ có thể hừ một tiếng biểu thị chút bất mãn. Lỡ đâu vị đại gia này mất hứng tiện tay giết hắn, vậy thì oan uổng lắm. Vừa nãy linh hồn kỳ lân chỉ thi triển ý niệm một chút thôi cũng có thể tiêu diệt sức mạnh của hắn, Dương Bách Xuyên không dám thách thức sự kiên nhẫn của nó. Hắn mở miệng nói, ta hiện đang ở tu chân giới, Ngé Con rất tốt, huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh, bây giờ rất tốt. Dương Bách Xuyên phải mất nửa giờ để kể chuyện về hắn và Ngé Con, trong đó 7 phần thật 3 phần giả. Hắn cũng không dám nói chuyện mình dùng nước sinh mệnh để khống chế Ngé Con,
chỉ nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa hắn và ngé con rất tốt. Hắn biết chỉ như vậy mới có thể khiến linh hồn Kỳ Lân cảm kích hắn, không còn địch ý với hắn nữa, thậm chí là để hắn tiến vào thần mộ viên. Sau khi hắn nói xong, linh hồn Kỳ Lân trầm mặc, như thể đang chìm trong suy nghĩ và hồi ức. Hồi lâu sau mới mở miệng nói, cảm ơn. Vừa nói vừa gật đầu biểu thị cảm ơn với Dương Bách Xuyên. Điều này khiến Dương Bách Xuyên sợ hãi, vội nói, tiền bối không cần cảm ơn, ta và ngé con là huynh đệ sinh tử, đây là chuyện nên làm. Không, ngươi xứng đáng, ta thay mặt cho tộc Kỳ Lân cảm ơn ngươi, huyết mạch của tộc ta thưa thớt, sau đại kiếp nạn lại càng hiếm hơn. Nói đến đây nó bỗng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, ngé. Ngé con. Cái tên này khiến cho Kỳ Lân thật sự khó nói nên lời. Đường đường là thần thú Kỳ Lân lại trở thành ngé con trong miệng Dương Bách Xuyên, đúng thật là. Nhưng dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô, linh hồn Kỳ Lân nói, ngé con là huyết mạch cuối cùng của tộc ta, ngươi xứng đáng được ta cảm ơn, nếu không có ngươi thì Kỳ Lân cuối cùng trên thế gian này đã bị kẹt ở hành cung thiên yêu không thể ra ngoài được, hoặc là mãi mãi cũng không thể ra ngoài. Trước đó đã đắc tội rồi. Phụ thân ta phụ trách trông coi thần mộ viên, không chấp nhận chút sai sót nào, ta không thể không ra tay với ngươi, mong thứ lỗi cho. Linh hồn Kỳ Lân lại bày tỏ sự xin lỗi. Dương Bách Xuyên xem như đã nhận ra, ngé con dường như rất quan trọng trong mắt linh hồn Kỳ Lân này, trong lòng tự hỏi liệu linh hồn Kỳ Lân này có phải là linh hồn Kỳ Lân trong hành cung thiên yêu không? Vì vậy không nhịn được hỏi, tiền bối chính là người đứng đầu hành cung thiên yêu. Chỉ thấy linh hồn Kỳ Lân lắc đầu nói, Kỳ Lân đứng đầu hành cung thiên yêu đều là hậu bối, ta đã tồn tại rất lâu rồi, lâu đến nỗi ta cũng không nhớ rõ đã qua bao lâu, việc này ngươi không cần lo, bây giờ ngươi còn quá yếu, biết cũng không có ích gì cho ngươi. Hồ Dương Bách Xuyên nghẹn lời, sao hắn lại nghe thấy vẻ bi thương trong lời nói của linh hồn Kỳ Lân. Nhưng lúc này linh hồn Kỳ Lân đã không còn địch ý với hắn nữa, vì thế hắn cả gan nói, tiền bối, không biết ta có thể vào thần mộ viên xem thử không. Nói xong, Dương Bách Xuyên có chút lo lắng. Ánh mắt Kỳ Lân có chút phức tạp, bây giờ ngươi chưa thể vào thần mộ viên. Vì sao chứ? Không phải Lữ Xuân Thu đã vào đó rồi sao? Sao ta không thể vào xem thử? Dương Bách Xuyên có chút không phục. Ha ha, đợi ngươi trở thành tiên đế tôn sư lại đến đi, bây giờ vào sẽ chết chắc, nếu hậu bối của tộc Kỳ Lân ta đã chọn ngươi, ta đương nhiên sẽ không hại ngươi. Linh hồn Kỳ Lân thản nhiên nói. Dương Bách Xuyên nghe xong hít một ngụm khí lạnh, nghe lời này của linh hồn Kỳ Lân, thần mộ viên này cần cấp bậc tiên đế mới có thể vào sao? Nếu vậy thì nơi này rốt cuộc tồn tại điều gì? Trong lòng hắn ngược lại càng tò mò hơn. Tiền bối, ý của ngươi là, Lữ Xuân Thu và Cửu Châu Đại Tần Thủy Hoàng Yến Thành là cấp bậc tiên đế sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Linh hồn Kỳ Lân gật đầu nói, cao không thấp, nói thật cho ngươi bia. Thần mộ viên chịu trách nhiệm về bí mật người phi thăng trên thế gian có thể trỗi dậy, không chấp nhận chút sơ suất nào, sức mạnh bên trong vô cùng mạnh mẽ, tu vi thấp hơn tiên đế vào trong sẽ hồn phi phách tán. Cho nên vừa rồi ta cũng không phải muốn giết ngươi, chỉ là muốn dọa ngươi mà thôi, ta đường đường là Kỳ Lân sao lại ra tay với một tiểu bối như ngươi chứ, lại nói ngươi cũng là người mà lão già ấy đã chọn, ta cũng không dám ra tay với ngươi, bây giờ ngươi đừng nghĩ đến thần mộ viên nữa. Đợi sau khi tu vi của ngươi đạt đến tiên đế rồi hắn quay lại. Dương Bách Xuyên nghe linh hồn Kỳ Lân nói chuyện, cảm giác trong lòng đang run lên, trong lời nói của linh hồn Kỳ Lân để lộ ra rất nhiều tin tư c. Thần mộ viên gánh vác trọng trách quật khởi người phi thăng. Tu vi thấp hơn tiên đế đi vào sẽ chết. Điều quan trọng cuối cùng là, theo ý của Kỳ Lân, Dương Bách Xuyên là người mà lão già nào đó đã chọn, linh hồn Kỳ Lân cũng không dám thực sự giết hắn. Đây. Chẳng lẽ lão già mà linh hồn Kỳ Lân nói là sư phụ Vân Thiên Tà? Nhưng nghĩ lại cũng không đúng lắm, ông là thập nhị kiếp tán tiên, có thể so sánh ngang với tiên tôn của tiên giới, nhưng cũng chỉ tồn tại trong vòng tiên giới. Nhưng mà, nghe ý của linh hồn Kỳ Lân này là cấp bậc tổ tông của tộc Kỳ Lân, hơn nữa hình như còn rất mạnh mẽ, không giống với sư phụ hắn. Lời nói của linh hồn Kỳ Lân càng khiến Dương Bách Xuyên tò mò, hắn hỏi linh hồn Kỳ Lân. Tiền bối có thể giải thích một chút không, vãn bối có chút hồ đồ. Linh hồn Kỳ Lân nhìn Dương Bách Xuyên nửa ngày, thở dài nói, cũng được, giải thích cho ngươi một chút, tránh để sau này lão già kia lại trách ta, nhắc nhở ngươi cũng tốt. Sau đó trầm ngâm nói, ta chỉ có thể nói,
tiên giới không phải là đỉnh cao của người tu luyện trên thế gian này, phía trên tiên giới còn có một cấp bậc rất cao, mà tất cả sinh linh có thể thể tu luyện hoặc sinh linh có thể từng bước chuyển từ thế giới thấp đến thế giới cao hơn đều gọi chung là người phi thăng. Ví dụ như người từ trái đất đến tu chân giới chính là một lần phi thăng, người tu chân từ tu chân giới phi thăng lên tiên giới cũng là một làn phi thăng. Mà người ở tiên giới phi thăng đến một thế giới cao hơn cũng là phi thăng, dù là nhân tộc hay yêu tộc thì trong tình huống này đều gọi chung là người phi thăng. Thần mộ viên là nơi mai táng lớp cường giả đại năng phi thăng, nhưng đó cũng là niềm hy vọng của người phi thăng trên thế gian, ở thế giới cao nhất có những sinh linh mạnh mẽ tồn tại chặn đường của người phi thăng trên thế gian này, thần mộ viên chính là hy vọng của người phi thăng, đợi sau này ngươi tu luyện đến cấp bậc tiên đế lại đến lúc đó tự nhiên sẽ biết các nguyên nhân khác nhau. Nhưng bây giờ đối với ngươi mà nói, biết ngược lại không phải chuyện tốt, tiểu tử trở về tu luyện đi, ngươi có thể được lão già ấy lựa chọn, tương lai tất nhiên có thể vào thần mộ viên. Được ai lựa chọn, người ngươi nói là sư phụ ta Vân Thiên Tà sao? Dương Bách Xuyên rốt cuộc không nhịn được nữa hỏi ra. Ha ha, người ngươi nói là tiểu tử tán tiên kia sao, hắn còn không nhận nổi một tiếng lão già của ta đâu, đừng hỏi nhiều, tương lai sẽ có ngày ngươi hiểu được thôi. Linh hồn Kỳ Lân nói, ánh mắt đảo qua Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được linh hồn Kỳ Lân này liếc qua cánh tay trái của hắn. Tay trái hắn có gì đẹp sao? Dương Bách Xuyên nghi lại, có bình càn khôn. Lúc này trong lòng hắn có chút đăm chiêu. Nhưng thấy linh hồn Kỳ Lân không muốn nói nữa, ra lệnh đuổi khách, hắn cũng không nhiều lời, hắn biết linh hồn Kỳ Lân sẽ không nói thêm gì nữa, đành phải từ bỏ. Nếu thần mộ viên đúng thật chỉ có tu vi tiên đế mới có thể vào trong, bây giờ hắn vào đó khác nào tìm chết, vẫn là bỏ đi. Nếu đã vậy, vãn bối cáo từ. Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời đi. Đợi đã, vật này cho ngươi, ta biết tiểu tử ngươi trong lòng chấp niệm, sau này phi thăng lên tiên giới, nếu có thể lĩnh ngộ, có thể nhập lục đạo, tiêu trừ chấp niệm trong lòng. Hãy chiếu cố cho tộc của ta, ta sẽ ghi nhớ ân nghĩa của ngươi. Trong lúc linh hồn Kỳ Lân nói chuyện, há miệng phun ra một luồng ánh sáng dài 3 thước, dày bằng 3 ngón tay, lập tức xuyên vào giữa mi tâm của hắn. Trong đầu Dương Bách Xuyên vang lên một tiếng động, sau đó kinh ngạc nói, căn nguyên Kỳ Lân. Hãy làm tốt nhé, căn nguyên này xem như ta cảm ơn ngươi đã chiếu cố hậu bối cuối cùng của ta. Dứt lời, linh hồn Kỳ Lân hóa thành ánh sáng 7 màu biến mất ở cánh cổng vào thần mộ viên. Dương Bách Xuyên phát hiện lần này đã chiếm được món hời lớn, linh hồn Kỳ Lân đã tặng hắn một đạo hoặc là nói một tia sức mạnh căn nguyên. Bên trong chứa đựng sức mạnh vô thượng, hắn cảm nhận được, tuy bây giờ vẫn chưa luyện hóa sức mạnh đó, nhưng chắc chắn là đồ tốt. Hơn nữa điều khiến Dương Bách Xuyên kích động chính là, linh hồn Kỳ Lân đã nói, sau này hắn lĩnh ngộ được có thể nhập lục đạo, sức mạnh căn nguyên của Kỳ Lân này đối với Dương Bách Xuyên mà nói chính là báu vật vô giá. Nhập lục đạo. Linh hồn Kỳ Lân còn nhìn thấu chấp niệm trong lòng hắn, chính là Liễu Linh Linh. 3 chữ U Minh Giới lại hiện lên trong đầu Dương Bách Xuyên, lúc trước nghe con cũng từng nhắc đến sự tồn tại của lục đạo, nhưng nghe con vẫn chưa trưởng thành, không có năng lực tìm được hoặc là tiến vào U Minh Giới. Bây giờ linh hồn Kỳ Lân cho hắn một sức mạnh căn nguyên, đồng nghĩa với việc sau này hắn chỉ cần tìm hiểu sức mạnh căn nguyên này là có thể tìm được lối vào U Minh Giới. Dương Bách Xuyên vô cùng kích động. Liễu Linh Linh thực sự là chấp niệm trong lòng hắn, mà nay linh hồn Kỳ Lân đã cho hắn một phương hướng. Thứ này không đơn giản, có sức mạnh pháp tắc của Kỳ Lân, cùng với sức mạnh vô cùng cường đại, chẳng qua chỉ cần hắn chậm rãi luyện hóa lĩnh ngộ, dù sao thì bây giờ Dương Bách Xuyên cảm thấy căn nguyên Kỳ Lân tiến vào biển ý thức của hắn giống như một tảng đá cứng rắn, tạm thời không thể động vào. Nhưng sẽ có lúc có thể động vào, Dương Bách Xuyên không vội. Hắn cũng không vào thần mộ viên nữa. Bây giờ hắn đã có được sức mạnh thần hồn căn nguyên của Kỳ Lân, Dương Bách Xuyên cho rằng đây là thu hoạch lớn nhất của hắn từ trước đến giờ. Hắn nhìn linh hồn Kỳ Lân biến mất ở cổng vào thần mộ viên, cúi đầu thật sâu biểu đạt tự cảm kích của mình. Vân Tử, sao vậy? Kỳ Lân, sao đột nhiên lại đi rồi? Hai người đã nói gì vậy? Sao nó lại bỏ đi rồi? Lúc này Trịnh Bân Bân đi tới hỏi. Dương Bách Xuyên sửng sốt, xem ra cuộc trò chuyện vừa nãy của hắn và Kỳ Lân. Trịnh Bân Bân không nghe thấy, nghĩ lại cũng bình thường, với năng lực của linh hồn Kỳ Lân, không muốn để Trịnh Bân Bân nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ rất đơn giản. Không có gì, linh hồn Kỳ Lân vừa tặng ta sức mạnh căn nguyên của Kỳ Lân, đi thôi,
chúng ta không vào được thần mộ viên, đi xem thông đạo truyền tống đến Sơn Hải giới đi, chúng ta trở về thôi. Dương Bách Xuyên khó mà nói ra cuộc đối thoại vừa nãy với linh hồn Kỳ Lân, Trịnh Bân Bân cũng không hỏi nhiều, đi theo hắn. Thật ra Dương Bách Xuyên cũng mơ hồ không hiểu rõ lời nói của linh hồn Kỳ Lân, dù sao hắn biết bây giờ không thể vào thần mộ viên, vậy thì không vào nữa là được. Hai người đi vào cung điện kia, trận pháp trên tường vẫn còn tồn tại như trước, hơn nữa xem dấu vết, quả thật có người từng tiến vào, đây hiển nhiên là người do Dương Bách Xuyên dẫn dắt vào Sơn Hải giới. Chỉ cần trận pháp này vẫn còn tồn tại là tốt rồi, sau này cho mẹ con Nguyên Tranh một con đường, để bọn họ thông qua nơi này đến Sơn Hải giới. Chuyến đi viên mãn, lên đường hồi phủ. Tuy rằng không thể vào thần mộ viên, nhưng có được căn nguyên thần hồn của Kỳ Lân, đây là thu hoạch lớn nhất đối với Dương Bách Xuyên. Còn một điều khiến hắn kinh sợ trong lòng chính là, theo lời của linh hồn Kỳ Lân, tu sĩ cầu đạo tiên giới không phải điểm cuối, mà trên tiên giới vẫn còn một thế giới cao hơn tồn tại. Cụ thể là thế giới gì thì linh hồn Kỳ Lân không nói, nhưng Dương Bách Xuyên biết mọi chuyện không đơn giản, thần mộ viên rất có khả năng có quan hệ với thế giới kia. Đương nhiên hiện giờ những thứ đó đối với hắn mà nói đều rất xa xôi, hắn không cần phải lo lắng. Sau khi ra ngoài, tới loạn thạch, linh hồn ngọa nghiêu hiện lên, trừng mắt, nói lắp, tiểu tử, ngươi làm gì mà đại ca ta lại tặng ngươi căn nguyên Kỳ Lân? Dương Bách Xuyên biết đại ca mà hồn ngọa nghiêu nói chính là linh hồn Kỳ Lân, nghe nó hỏi vậy liền nhếch miệng cười nói, ngươi đi hỏi đại ca ngươi ấy. Tiểu tử ngươi, quên đi, nếu đại ca đã quyết định thì ta nói cũng vô dụng. Hồn ngọa nghiêu không muốn tranh cãi với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười chuẩn bị rời đi, vừa xoay người bỗng dừng lại nói với hồn ngọa nghiêu, lão nghiêu, sau này có thể sẽ có đệ tử Vân Môn và vợ con ta thông qua truyền tống trận này để đến Sơn Hải giới. Đến lúc đó hy vọng ngươi đừng làm khó bọn họ, Dương Bách Xuyên ta vô cùng cảm kích. Được được được, chỉ cần tiểu tử ngươi không đánh chủ ý lên thần mộ viên thì gì cũng được, đại ca đã đồng ý với ngươi rồi thì ta sẽ không làm khó ngươi nữa. Hồn ngọa nghiêu nói, vậy đa tạ, Dương Bách Xuyên chắp tay cảm tạ, bây giờ hắn cũng không muốn trêu chọc hồn ngọa nghiêu này, hồn ngọa nghiêu này có thể gọi Kỳ Lân là đại ca, tất nhiên năng lực cũng không thua kém. Rất có thể nó và Kỳ Lân đều là yêu hồn cùng một thời đại, chẳng qua phụ trách trấn thủ cổng vào, nhìn thì có vẻ không quan trọng, nhưng nói không chừng cũng rất có năng lực. Có thể giao hảo với nó Dương Bách Xuyên tự nhiên sẽ không trêu chọc nó. Mau đi đi, đừng làm phiền ta ngủ. Hồn ngọa nghiêu có chút không kiên nhẫn. Dương Bách Xuyên cười cười, cùng với Trịnh Bân Bân biến mất khỏi đó, xuất hiện tại Vân Môn, bây giờ hắn chuẩn bị rời đi, đến Sơn Hải giới. Sau khi tới Sơn Hải giới rồi dẫn theo đoàn đoàn viên viên và tiểu mạn mạn về tu chân giới. Tình thời gian rời khỏi tu chân giới, bị nhốt ở hoa viên của Lam Tâm Tiên Đế vài chục năm, đến bây giờ cũng sắp được 60 năm rồi, cũng đã đến lúc trở về tu chân giới. Dương Bách Xuyên ra lệnh cho cả Vân Môn, lần này hắn đến Sơn Hải giới còn dẫn theo tất cả đệ tử tu vi đạt tới kim đan của Vân Môn đi. Sau này Vân Môn sẽ giao cho Nguyên Bảo xử lý. Đương nhiên con trai Dương Nguyên Thanh sẽ trở thành môn chủ của Vân Môn trái đất, thừa kế tập đoàn Vân Kỳ, Ngô Nam trở thành trưởng lão của Vân Môn. Sau này Vân Môn chỉ chọn đệ tử ưu tú, không cần số lượng chỉ cần chất lượng. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng để lại hai đệ tử Nguyên Anh Cảnh và ba đệ tử Kim Đan Kỳ để bảo vệ mẹ con Nguyên Tranh và căn cơ của Vân Môn, đến khi nào Nguyên Tranh muốn đến tu chân giới thì để năm tên đệ tử này cùng đến là được. Sau khi ra lệnh, điều khiến Dương Bách Xuyên không nghĩ tới là, cha mẹ đã đến tìm hắn. Vân tử, cha muốn bàn với con, tạm thời cha sẽ ở lại trái đất, đợi khi nào Nguyên Thanh trưởng thành mới đến tu chân giới tập hợp với con. Dương Quốc Trung nói thẳng. Đúng, mẹ không nỡ rời xa cháu trai bảo bối của mẹ. Mẹ Đoan Mộc Uyển Nhi cũng nói. Dương Bách Xuyên cười khổ, cha mẹ đều đang ở hợp thể cảnh đại viên mãn, tiếp theo chính là độ kiếp kỳ, phải chuẩn bị độ đại thiên kiếp đó. Linh khí ở trái đất cũng không đủ, không thể độ kiếp. Không cần nói nữa, cha mẹ đều đã quyết định rồi, cùng lắm thì áp chế tu vi trước, dù sao đến tu chân giới cũng là tu luyện, đối với cha mẹ mà nói, tu đạo trường sinh phi thăng thành tiên gì đó đều không quan trọng, đời này chúng ta có thể ở bên nhau, thậm chí đạt tới tu vi hợp thể cảnh, sống được mấy trăm năm đã mãn nguyện lắm rồi. Hiện giờ chăm sóc cháu mới là hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ, tu chân hay không thực ra không quan trọng. Con trai, lúc cha mẹ còn trẻ đã không ở bên cạnh con và San San, các con không có tuổi thơ, nhưng có bà con.
mà bây giờ con và San San đều đã lớn hết rồi, cha mẹ cũng đã yên tâm, nhưng Nguyên Thanh chỉ mới một tuổi, cha mẹ cũng phải chịu một phần trách nhiệm, bà con có thể nuôi con và San San, mẹ con làm bà đương nhiên cũng muốn chăm sóc Nguyên Thanh, nên con đừng lo lắng cho cha mẹ, cứ làm chuyện con nên làm đi. Dương Quốc Trung rất kiên định, dù sao tạm thời cũng sẽ không đi. Nhưng Dương Bách Xuyên biết cha mẹ là đang bù đắp thay hắn, hắn phải làm rất nhiều chuyện, phía sau hắn có 10 vạn đệ tử môn đồ của Vân Môn ở tu chân giới, phải gánh vác trọng trách to lớn hơn. Nên đương nhiên không thể ở cùng con, Dương Bách Xuyên biết cha mẹ là đang muốn giúp hắn. Cha mẹ, cảm ơn hai người, vậy cũng tốt, có hai người ở đây con cũng yên tâm rồi. Sau khi dặn dò với cha mẹ và Nguyên Tranh Nguyên Bảo về truyền tống trận, hôm sau Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời đi. Hắn đưa mọi người vào không gian của Bình Càn Khôn, chỉ có Châu Ngũ Sắc là không tiến vào Bình Càn Khôn, bây giờ Dương Bách Xuyên đã hiểu, Bình Càn Khôn không thu được Châu Ngũ Sắc, có thể là Bình Càn Khôn còn chưa thăng đến cấp bậc tiên giới. Sau này đến tiên giới, hoặc là Bình Càn Khôn lại sinh cơ, hẳn là có thể thu sinh vật của tiên giới vào không gian Bình Càn Khôn. Hắn không hề nghi ngờ cấp bậc thần bí của Bình Càn Khôn. Cưỡi trên lưng Châu Ngũ Sắc. Lần này trước khi rời đi hắn dự định dạo một vòng Cửu Châu, dù sao cũng không biết lần này rời đi đến khi nào mới có thể trở về. Sa mạc Tây Vực, núi lớn Tây Nam, sau khi nhìn thoáng qua một lần, cuối cùng dừng chân ở Châu Phong, không ngờ đã gặp được một sinh vật không ngờ được ở đây. Đỉnh núi Chamalungma, hay còn gọi là đỉnh Everest có độ cao 8.844.43m, và được xem là đỉnh núi cao nhất thế giới. Đỉnh núi nằm ở đường biên giới giữa Trung Quốc và Nepal, sườn phía nam nằm ở khu vực Sagarmatha của Nepal, là một trong 10 ngọn núi đẹp và khiến người rung động nhất của Trung Quốc. Hình tượng cao lớn hùng vĩ của đỉnh núi Everest luôn lan rộng tầm ảnh hưởng đến toàn thế giới. Các dòng sông băng đa dạng, tráng lệ và hiếm có từ thời xa xưa, những vách băng cao đến hàng chục mét và những vết nứt băng chập trùng nguy hiểm, còn có những khu vực có nguy cơ xảy ra băng vỡ và tuyết lở. Đó đều là thánh địa dành cho các nhà thám hiểm leo núi khắp thế giới. Hoàn cảnh nơi đây vô cùng khắc nghiệt, nhưng cũng đầy vẻ bí ẩn. Dương Bách Xuyên đến đỉnh Everest cũng vì thỏa mãn nguyện vọng của mình, hắn dẫn theo ngũ sắc thần nghiêu xuất hiện tại đỉnh núi tuyết, nhìn về biển mây và sông băng ở phía xa. Trong một khoảnh khắc nào đó, trong lòng Dương Bách Xuyên chợt cảm nhận được điều gì đó mà nói với ngũ sắc thần nghiêu, Cà Lâm, ngươi vào đó xem thử, hình như ta cảm nhận được yêu khí trong đó. Từ trước đến giờ, trên trái đất chưa từng xuất hiện yêu khí, không ngờ khi đến đỉnh Everest lại cảm nhận được nó, mặc dù chỉ thấp thoáng nhưng cảm nhận của hắn không hề sai. Địa điểm còn nằm trong một khe nứt băng. Xác suất yêu tu xuất hiện trên trái đất gần như không có, nhưng cũng không phải không có khả năng này, điều này lại khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy rất hứng thú muốn đi xem thử. Dương Bách Xuyên và ngũ sắc thần nghiêu đến khe nứt sông băng. Quả nhiên đã cảm nhận được yêu khí không ngừng toát ra từ trong đó. Vào đó xem thử đi. Dương Bách Xuyên nói rồi biến thành một luồng ánh sáng bay vào trong khe nứt có đường kính nửa mét. Sau khi đi vào, khe nứt chật hẹp dường như trở nên ngày càng rộng lớn, hơn nữa còn trở nên sâu hơn, bọn họ đi sâu vào trong tảng băng. Bọn họ đi khoảng 10 phút rồi đáp xuống đất, đi đến một thế giới thủy tinh, toàn bộ không gian đều được hình thành từ những tảng băng. Yêu khí cũng trở nên dữ dội hơn. Dương Bách Xuyên ra hiệu bảo ngũ sắc thần nghiêu nhỏ tiếng rồi đi theo dòng yêu khí, sau khi rẽ vào một góc, hắn chợt nghe thấy có tiếng nói chuyện, hơn nữa còn là tiếng người. Điều này khiến hắn thấy ngạc nhiên, hiển nhiên thứ có thể xuất hiện tại nơi này không thể là người, rất có thể là yêu quái có thể nói tiếng người. Một giọng nói bén nhọn vang lên, Bạch Hùng người làm vậy là đang tìm đường chết đấy, Miêu Yêu Vương đã sớm dặn không được làm hại con người. Người đang tự tìm đường chết đấy. Hừ, bớt nói nhảm đi, nơi này là địa bàn của Bạch Hùng ta, chưa đến lượt Miêu Yêu xen vào đâu đấy, hơn nữa người này là tự mình ngã chết, ta ăn rồi thì sao chứ? Lúc này một giọng nói hơi thô lỗ vang lên. Lúc Dương Bách Xuyên và ngũ sắc thần nghiêu nhìn sang, cuối cùng cũng nhìn thấy con yêu quái nào đang nói chuyện. Một con gấu trắng không cao lắm, cả người chỉ cao không nửa mét như con gấu mini. Con còn lại là một con hồ ly màu vàng đất, con hồ ly này trông nhỏ yếu hơn con gấu trắng nhiều, nhưng Dương Bách Xuyên nhìn ra được dường như gấu trắng rất kiêng dè hồ ly. Có một xác chết giữa hai người bọn chúng, trông có vẻ là người nước ngoài. Theo cuộc đối thoại thì người này không cẩn thận rơi xuống khe nứt và ngã chết,
nhưng lúc Bạch Hùng muốn ăn mất người này thì hồ ly lại lôi ra mấy lời gì mà Miêu Yêu Vương đã nói không được ăn người hoặc là yêu tộc không được hại người, có điều Bạch Hùng bướng bỉnh không chịu nghe theo. Dựa vào khí tức thì đạo hạnh của hồ ly là kim đan trung kỳ, còn Bạch Hùng là đỉnh phong kim đan sơ kỳ, cả hai hơi chênh lệch nhưng Dương Bách Xuyên biết cho dù là người hay yêu, tu vi dù chỉ chênh lệch một chút cũng là khoảng cách lớn. Chỉ là hai con tiểu yêu mà thôi, hắn lại cảm thấy thú vị, càng thấy hứng thú với Miêu Yêu Vương mà hồ ly nhắc đến, có thể được gọi là vương cho thấy tu vi giữa những con tiểu yêu này không thấp, hơn nữa còn ra lệnh không được làm hại con người, điều này rất hiếm thấy. Lúc này giọng nói nghiêm khắc của hồ ly vang lên, láo xược, Miêu Yêu Vương đã có lời dặn, nhân tộc có tu sĩ vô cùng lớn mạnh, yêu tộc chúng ta tu luyện không dễ dàng, nếu trêu chọc đến tu sĩ nhân tộc thì sẽ khiến chúng ta diệt vong đấy. Ngươi lại dám làm trái lệnh cấm của Miêu Yêu Vương, hôm nay ta phải bắt ngươi lại cho Miêu Yêu Vương. Hú! Hồ ly vừa nói tiếng người, cả người toát ra ánh sáng rực rỡ trong tiếng hú dài, cơ thể nhỏ bé trở nên lớn hơn vài vòng và đứng thẳng như con người. Không ngờ còn có thay đổi về ngoại hình, sau khi cô bé đứng lên, Dương Bách Xuyên cảm thấy cô bé trông giống người, nhưng cuối cùng cũng không biến hình, vẫn là loài thú. Có điều tứ chi đã có dáng vẻ tay chân của con người. Rào. Bạch Hùng cũng đứng thẳng người trong tiếng gào thét, dáng vẻ bên ngoài cũng có thay đổi của sơ kỳ. Hồ ly và gấu đối đầu với nhau. Dương Bách Xuyên biết thêm một khoảng thời gian thì hai con tiểu yêu này sẽ có thể biến thành người. Lúc này Bạch Hùng nói với giọng điệu hung tợn, con hồ ly đê tiện này, ngươi chỉ là một con hồng hồ nhỏ bé mà thôi, chỉ là một con chó dưới trướng Miêu Yêu Vương mà hống hách cái gì hả? Bình thường Bạch Hùng ta còn khá kiêng dè Miêu Yêu, nhưng bây giờ ta ăn ngươi trước rồi mới đi giải quyết hả ta? Bạch Hùng nói đến đây lại hét về hướng khác của hang băng, nhãn kính xà, người còn không chịu ra à? Xì xì. Bạch Hùng vừa dứt lời đã có một con rắn hổ mang dài hơn 10 mét xuất hiện phía sau hồ ly, gã ta thẻ cái lưỡi đôi ra và phát ra những tiếng xì xì. Dương Bách Xuyên nhìn thấy sau khi nhãn kính xà xuất hiện thì bộ lông cả người hồ ly dựng đứng hẳn lên. Ngay sau đó hắn nghe thấy hồ ly run rẩy nói, nhãn kính xà, ngươi. Chẳng phải ngươi đã bị Miêu Yêu Vương đánh chết rồi sao? Sao, sao lại, hồ ly không dám tin mở to mắt. Kha kha kha. Ta còn phải đa tạ con mèo chết tiệt đó đấy, không chỉ không chết mà trong họa còn được phúc, công lực tăng mạnh, hôm nay đúng lúc có thể luyện tay từ con hồ ly như ngươi trước. Trong tiếng cười nham hiểm của nhãn kính xà tràn ngập sự oán giận, Dương Bách Xuyên nghe xong cảm thấy rất khó chịu. Đừng nói nhảm nữa, mau chóng giết con hồ ly chết tiệt này rồi rời khỏi đây đi, nếu lát nữa Miêu Yêu Vương đuổi đến đây thì chúng ta không phải đối thủ đâu. Bạch Hùng nói với nhãn kính xà xong thì gào thét nhào tới hồ ly. Nhãn kính xà cũng há to miệng phun một luồng khí độc đen xì về phía hồ ly, sau đó đột nhiên nhào tới cắn xé cô bé. Trong mắt Dương Bách Xuyên, đạo hạnh của nhãn kính xà là kim đan trung kỳ, cộng thêm kim đan trung kỳ của Bạch Hùng, tiểu hồ ly chắc chắn sẽ toi mạng. Lúc này ngũ sắc thần nghiêu nói, tiểu hồ ly sắp tiêu đời rồi. Đi giải quyết bọn chúng và cứu tiểu hồ ly đi. Dương Bách Xuyên híp mắt nói với y. Bản tiên biết ngay ngươi sẽ không mặc kệ mà. Cứ xem bản tiên đây. Ngũ sắc thần nghiêu mỉm cười, cũng không để ý đến việc Dương Bách Xuyên ra lệnh cho y. Thật ra sau khi đi với hắn, mối quan hệ giữa hai người bọn họ không tồi, cũng không còn cảnh giác và đề phòng như trước nữa, trái lại rất hòa hợp như bạn bè với nhau, y rất thích cảm giác này. Hồng hồ chúng phải khí độc của nhãn kính xà lập tức cảm thấy choáng váng, cô bé mở to mắt nhìn móng vuốt của Bạch Hùng đánh về phía lồng ngực của mình, còn nhãn kính xà nhào tới muốn cắn xé đầu mình. Hồ ly biết bản thân sắp tiêu đời rồi. Nhưng ngay sau đó, hồ ly chỉ nghe thấy hai tiếng ầm ầm trầm đục vang lên, cô bé lập tức nhìn thấy cơ thể của Bạch Hùng và nhãn kính xà đã biến thành làn xương máu và biến mất ngay giữa không trung, thậm chí còn chưa kịp kêu lên tiếng nào. Hồ ly mở to mắt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng không lâu sau, cô bé đã nhìn thấy một con vật mập mạp như con heo nhưng lại có cặp sừng và một con người tóc trắng xuất hiện trước mặt. Hồ ly chúng phải độc của nhãn kính xà nên đầu óc vẫn còn choáng váng, ngay sau đó cô bé nhìn thấy con vật vừa giống trâu vừa giống heo thổi một hơi về phía mình, cô bé lập tức cảm thấy đầu óc tỉnh táo hẳn lên. Lúc này hồ ly biết một người một thú trước mặt đã cứu mình một mạng. Hồ ly không nhìn thấy đối phương ra tay như thế nào mà đã nhanh chóng xử lý Bạch Hùng và nhãn kính xà, biến bọn chúng thành cho bụi. Cô bé không thể tưởng tượng ra chiêu pháp này.
chỉ biết bản thân đã gặp được cao nhân, sau khi lấy lại tinh thần thì trở lại bản thể, biến thành một con hồ ly nhỏ. Cô bé cong hai chân trước và quỳ xuống, nói tiếng người, tiểu hồ cảm tạ ơn cứu mạng của hai vị tiền bối. Đứng dậy đi, tiểu hồ ly ngươi cũng khá lanh lợi đấy, dẫn ta đi tìm Miêu Yêu Vương đi, ta khá hứng thú muốn xem thử con mèo như thế nào lại có được kiến thức, còn không cho giết nhân tộc, chỉ riêng điều này đã không tệ rồi. Dương Bách Xuyên mỉm cười nói, thật ra hắn cũng chỉ nhất thời hứng thú thôi, lại gặp được tiểu hồ ly thông minh, còn có Miêu Yêu trông có vẻ không tồi. Những sinh vật trên trái đất đều có thiên phú tu luyện rất tốt, không ngờ có thể gặp được tiểu yêu khai phá linh trí tu luyện ở đây. Hắn muốn mang theo vài con đến tu chân giới huấn luyện, không chừng thiên phú còn tốt hơn yêu tộc của tu chân giới, dĩ nhiên hắn càng cảm thấy vui vẻ hơn khi yêu tộc có thể xuất hiện trên trái đất. Về phần Bạch Hùng và Nhãn Kính Xà thì bỏ đi, hai loài yêu thú này đều là những thứ hắn vô cùng chán ghét. Năm xưa Hồng Phật đoạt xá một con Bạch Hùng, sau đó làm hại Liễu Linh Linh, kể từ đó hắn cực kỳ căm ghét loài này. Còn loài yêu trùng máu lạnh như Nhãn Kính Xà thì hắn đã ghét bỏ từ lâu. Vì vậy dứt khoát bảo Ngũ Sắc Thần Châu giải quyết sạch sẽ. Hồ Ly biết hôm nay bản thân đã gặp được cao nhân tiền bối thực sự, càng biết có lẽ đối phương không có ác ý, cũng không nhất thiết phải làm khó một con hồ ly bé nhỏ như cô bé. Hơn nữa cô bé cũng không dám từ chối, đành gật đầu nói, mời hai vị tiền bối đi theo tiểu yêu. Dẫn đường đi. Cả hai đi theo tiểu hồ ly ra ngoài, bọn họ đi xuyên qua núi băng và đi khoảng vài chục dặm, sau đó xuất hiện tại một khu rừng ẩm ướt. Dương Bách Xuyên biết nơi này là khu vực phía nam của Everest, nơi đó có một khu rừng nguyên sinh, nhưng rất hẻo lánh. Nửa tiếng đồng hồ sau, bọn họ đi đến trước một hang động, tiểu hồ ly nói vọng vào hang động, yêu vương đại nhân, có cao nhân nhân tộc đến tìm ạ. Thần thức của Dương Bách Xuyên khẽ động, sau đó lẩm bẩm, ồ vậy mà lại là một con miêu yêu đạt đến nguyên anh, nhưng sao lại cảm nhận được khí thức của mèo nhà vậy? Thần thức của hắn quét quanh một vòng. Sau đó đã hiểu rõ tình hình bên trong hang động. Quả thật có một con mèo trong hang động, hơn nữa còn có đạo hạnh nguyên anh sơ kỳ, đúng là hiếm thấy. Trong thần thức, hắn nhìn thấy một cô gái nửa người nửa yêu, sau khi biến hình lại không hoàn chỉnh, để lại đuôi và tai mèo, mái tóc màu trắng. Hiển nhiên nàng ta vẫn chưa hoàn toàn biến hình thành công. Nhưng như vậy đã vô cùng tốt rồi, hơn nữa thần thức của tên họ Dương nào đó quét tới cũng thấy hơi lúng túng. Hắn nhìn thấy con mèo yêu này là một cô gái trẻ tuổi, đôi chân dài trắng nõn để lộ ra ngoài, bộ ngực vô cùng đầy đặn, trên người mặc đồ nữ thời thượng của nhân tộc, trông rất quyến rũ. Ngay sau đó, miêu yêu đang nằm trên giường đá đột nhiên mở to mắt, kêu lên một tiếng, meo. Phút một tiếng, nàng ta biến thành một tàn ảnh mà rời khỏi giường đá, ra khỏi hang động. Dương Bách Xuyên nhìn thấy miêu nữ biến thành một con mèo nhà màu trắng bình thường và ra ngoài nhanh như chớp. Tại cửa hang, mèo, mèo yêu mở to đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên, lúc nhìn hắn lại khẽ run rẩy. Ngay sau đó, mèo yêu thốt ra tiếng người, nhưng vừa lên tiếng lại khiến Dương Bách Xuyên sửng sốt. Cô ra. Phút một tiếng, mèo yêu như biến tiếng một tia chớp mà nhào về phía hắn. Hừ, con mèo yêu nhỏ nhoi không biết sống chết, lúc này Ngũ Sắc Thần Ngưu lạnh lùng hậm hừ, vừa định ra tay với mèo yêu. Cà Lam, lùi xuống. Dương Bách Xuyên vội vàng ngăn lại, để mặc cho con mèo nhào vào lòng mình. Hắn có thể cảm nhận được mèo yêu không có bất kỳ thái độ thù địch nào đối với mình, trái lại sau khi nhìn thấy hắn còn mang theo cảm xúc vô cùng kích động, như thể đã nhìn thấy người thân vậy. Ngũ Sắc Thần Ngưu vừa nghe thấy câu nói của Dương Bách Xuyên thì nhanh chóng dừng tay, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, y cũng nghe thấy mèo yêu gọi một tiếng cô ra. Hiển nhiên tiếng cô ra này là đang gọi Dương Bách Xuyên. Điều này khiến y nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ. Quả thật việc một con mèo yêu gọi một con người là cô ra rất kỳ lạ. Mèo. Không lâu sau mèo yêu đã bay vào trong lòng Dương Bách Xuyên. Đừng nói đến Ngũ Sắc Thần Ngưu cảm thấy kỳ lạ, ngay cả bản thân Dương Bách Xuyên cũng không rõ vì sao con mèo này lại gọi mình là cô ra. Cô ra, cuối cùng ta cũng gặp được ngài rồi, tiểu thư nhà ta vẫn khỏe chứ? Có phải tiểu thư cũng đã trở về rồi không? Mèo yêu hỏi liên tiếp mấy câu. Khoan đã, người nói rõ ràng trước đã, chúng ta. Biết nhau à? Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào con mèo trong lòng và hỏi, về vấn đề an toàn thì hắn không hề lo lắng, một con mèo nguyên anh sơ cấp mà thôi, cho dù hắn không ra tay thì nàng ta cũng không thể tạo nên tổn thương gì.
Mèo yêu nằm trong vòng tay nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy thì lập tức nhảy xuống từ trong lòng hắn, nàng ta ngồi xổm trên một tảng đá, nói tiếng người, cô gia, ta là mèo nhà của Lâm gia, tiểu thư của ta là Lâm Hoan, năm xưa cô gia đã cho ta một giọt thủy dược, giúp ta khai phá linh trí. Sau đó cô gia và tiểu thư rời đi, sau khi lão gia nghỉ hưu đã đến Vân Môn dưỡng lão với phu nhân, ta ở Vân Môn học được phương pháp hấp thụ tinh hoa trời đất, vô tình tu luyện được. Chờ đến khi lão gia và phu nhân được trăm tuổi thì ta rời khỏi Vân Môn, năm đó ta đã tu luyện ta yêu khí, vì sợ bị bắt giữ, dù sao trên trái đất cũng không có bao nhiêu yêu tu nên ta đã rời đi và trốn ở núi sâu. Khi nghe lại lời kể của mèo yêu, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng nhớ ra, quả thật lúc hắn đến nhà của Lâm Hoan, vì để chứng minh bản thân với cha mẹ Lâm Hoan nên hắn đã dùng gạt tàn đánh chết mèo nhà Lâm Hoan, sau đó dùng một giọt nước sinh mệnh giúp con mèo sống lại. Đúng là có chuyện này. Bây giờ nghĩ lại hình như con mèo nhà năm xưa chính là con ở trước mặt mình. Thảo nào mèo yêu lại gọi hắn là cô gia. Tất cả mọi chuyện đều có nguồn gốc của nó. Hắn không ngờ kiệt tác tiện tay vào năm đó lại trở thành một con mèo, còn gọi là Miêu Yêu Vương. Ha ha, duyên đi duyên tới, nhân quả luân hồi, đúng là đại đạo kỳ diệu. Dương Bách Xuyên có thể gặp được con mèo quen thuộc này cũng rất vui vẻ. Đặc biệt con mèo này còn là mèo nhà Lâm Hoan. Năm xưa cha mẹ của vài cô gái và bạn bè anh em đều đã lớn tuổi, bỏ lỡ thời gian tu luyện, Dương Bách Xuyên cũng bất lực với quy luật tự nhiên nên, thành ra bây giờ bọn họ đã không còn người thân. Nhưng hôm nay với sự xuất hiện của con mèo này, Dương Bách Xuyên tin rằng sau khi Lâm Hoan gặp được chắc chắn sẽ rất vui mừng. Hắn cũng cảm thán về sự kỳ diệu của số phận. Năm đó chỉ tiện tay cho một viên đan được mà cũng tạo nên một con mèo yêu, đây là cơ duyên. Sau khi trò chuyện với mèo yêu một lúc, Dương Bách Xuyên lên tiếng bảo, thu dọn một chút rồi đi với ta đi, nếu ngươi đã bước vào tu đạo thì đây là cơ duyên của ngươi, đến tu chân giới cũng có thể bầu bạn với Lâm Hoan, đây là chuyện tốt. Mèo yêu vui mừng không ngừng nói lời cảm tạ, đa tạ cô gia, đa tạ cô gia, ta còn nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp được tiểu thư nhà ta nữa. Nàng ta vừa nói vừa khóc lóc. Mèo yêu lập tức xoay người đi vào hang động, lúc ra ngoài, trong miệng ngậm lấy một túi vải. Dương Bách Xuyên mỉm cười, mặc dù không nhìn nhưng hắn cũng cảm nhận được thứ bên trong là một số linh dược, toát ra linh khí mơ hồ. Hắn vung tay một cái, một sợi dây chuyền xuất hiện trong tay, hắn đưa cho mèo yêu và nói, đây là dây chuyền chữ vật, tặng ngươi đấy, xem như là quà gặp mặt của ta cho ngươi, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là có thể bỏ đồ vào đó. Tiểu Bạch cảm tạ cô gia, mèo yêu có thể tu luyện đến cấp bậc này dĩ nhiên biết đến pháp khí chữ vật. Tiểu Bạch ạ, tên cũng rất hợp đấy. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, hắn biết đây là tên của mèo yêu. Chờ đến khi mèo yêu luyện hóa dây chuyền chữ vật xong, nàng ta nhìn tiểu hồ ly thấy vô cùng hâm mộ ở bên cạnh và nói, cô gia, ngài có thể dẫn theo tiểu hồng không, mấy năm nay đều có muội ấy bầu bạn với ta, muội ấy cũng đã nhập đạo rồi. Ha ha, được. Người không nói ta cũng mang theo con bé. À đúng rồi, người có biết trên trái đất ngoại trừ các ngươi còn yêu tu lớn mạnh nào khác không? Dương Bách Xuyên cũng không ngại dọn dẹp trước khi rời đi. Mèo yêu đáp lại, có lẽ không còn nữa, mấy năm nay đã đi đến rất nhiều nơi cũng chỉ gặp được tiểu hồng ở nơi này, ngoại trừ Bạch Hùng và một con nhãn kính xà tu đạo thành công thì không nhìn thấy yêu tộc nào khác nữa. Không còn thì quá tốt, nếu vậy thì chúng ta đi thôi. Dương Bách Xuyên vung tay thu mèo yêu và tiểu hồ ly vào không gian bình càn khôn, sau đó trực tiếp phá vỡ ranh giới ngay tại chỗ, nhấc chân bước vào sơn hải giới trong khe nứt không gian. Trước đây hắn không biết nhưng bây giờ đã hiểu rõ, có một ranh giới ngăn cách giữa sơn hải giới và trái đất, ranh giới cấp bậc này không hề khó khăn đối với hắn. Lần này hắn đến trái đất chỉ xem như đặt một dấu chấm tại nơi này, mặc dù cha mẹ, Nguyên Tranh Nguyên Bảo và con trai Dương Nguyên Thanh tạm thời ở lại trái đất. Nhưng hắn đã nhắn nhủ những việc cần thiết, sau này bọn họ có thể tự mình thông qua truyền thống trận ở thành phố Đại Tần để vào Sơn Hải giới và đến tu chân giới tìm hắn. Về vấn đề phía Tây thì đã sớm bị phá hủy bởi ba tên ngũ sắc thần Ngưu, Tiểu Phượng Hoàng và Điêu Nhi dưới lời dặn của hắn rồi, sau này sẽ không còn chuyện điều nhân ập tới gì nữa. Bên phía Trung Quốc còn đưa rất nhiều tu sĩ vào thẳng Sơn Hải giới, Vân Môn dứt khoát tập hợp các thế lực từ mọi nơi để Ngô Nam trở thành trưởng lão Vân Môn. Đồng nghĩa với việc giao một nửa quyền lực trong và ngoài Vân Môn cho quốc gia. Bây giờ Dương Bách Xuyên đã yên tâm rời đi rồi. Tại Sơn Hải giới,
Dương Bách Xuyên xuất hiện ngay tại Vân Môn nằm sâu trong sa mạc Tây Vực. Hắn đã nhắn nhủ với đệ tử Vân Môn từ trái đất về Sơn Hải giới rằng hắn sẽ trở về. Hiện giờ người phụ trách Vân Môn của Sơn Hải giới là con trai lớn Đoàn Đoàn, còn con gái Viên Viên vẫn trấn giữ Vương Thành mạo hiểm, khi xưa Trịnh Bân Bân đã thu Viên Viên làm đồ đệ, kế thừa ngôi vị nữ hoàng vương quốc mạo hiểm. Dương Bách Xuyên xuất hiện tại đại điện Vân Môn của Sơn Hải giới. Kẻ nào to gan? Lúc này môn chủ đại điện Vân Môn đang bàn chuyện với trưởng lão đời kế tiếp, sau khi nhận được lời nhắn về việc đưa đệ tử Sơn Hải giới đến tu chân giới của tổ sư sáng lập môn phái Dương Bách Xuyên, bây giờ Vân Môn Sơn Hải giới đang thương lượng về vấn đề tuyển chọn người tiếp quản Vân Môn Sơn Hải giới. Nào ngờ lúc này lại có người đột nhiên xuất hiện ở trung tâm đại điện Vân Môn, khiến tất cả mọi người giật hết cả mình. Cha! Viên Viên ngồi ở chủ tọa lập tức vui mừng kêu lên. Lúc này mọi người mới phát hiện người xuất hiện ở đại điện là một thanh niên tóc trắng, chẳng phải là tổ sư sáng lập môn phái Vân Môn Dương Bách Xuyên sao? Bái kiến tổ sư! 9 vị đại trưởng lão đồng loạt quỳ xuống. Những vị trưởng lão này có thể xem là người được tuyển chọn từ các đệ tử thế hệ thứ 3, thứ 4 rồi, dĩ nhiên bọn họ đều từng gặp tổ sư sáng lập môn phái. Dương Bách Xuyên khẽ mỉm cười, đứng dậy hết đi, không cần đa lễ. Sau khi ra hiệu bảo các trưởng lão đứng dậy, Dương Bách Xuyên nhìn con trai lớn Đoàn Đoàn với hốc mắt đỏ ửng. Không tệ, hợp thể cảnh sơ kỳ, con đã lớn rồi, trưởng thành rồi. Dương Bách Xuyên bước tới vỗ vai con trai mình, hiện giờ Đoàn Đoàn trở thành môn chủ của Vân Môn Sơn Hải giới đã trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều. Dáng vẻ tao nhã trầm ổn khá giống hắn, không còn là đứa nhóc phá phách bướng bỉnh năm nào nữa. Cha, cuối cùng con chờ được cha về rồi. Cuối cùng Đoàn Đoàn cũng không kìm được mà nhào vào trong lòng Dương Bách Xuyên. Cha con gặp mặt khó tránh việc xúc động. Được rồi, đại nam nhân khóc cái gì, con đã làm rất tốt. Dương Bách Xuyên khen ngợi một câu, hắn vừa dùng thần thức quét qua đã biết rõ tình hình hiện nay của Vân Môn Sơn Hải giới. Vài vị đại trưởng lão đã đến cấp bậc cao nhất của phân thần cảnh, cả Vân Môn có đến hơn 3.000 đệ tử, tu vi không tệ. Sau đó Dương Bách Xuyên vung tay thả Trịnh Bân Bân, U Dương Ngọc Thanh, Mai Thỉ, U Dương Lạc Lạc, Tiểu Phượng Hoàng và những đệ tử Vân Môn trên trái đất ra khỏi không gian bình càn khôn, sau đó giới thiệu từng người với Đoàn Đoàn. Tham kiến đại ca. Đây là lần đầu tiên Dương Tinh Phó và U Dương Lạc Lạc gặp mặt Đoàn Đoàn. Sau khi giới thiệu xong, Trịnh Bân Bân lóe một cái đã biến mất, nàng ta đi đến Vương Thành mạo hiểm. Lúc này Dương Bách Xuyên ngồi ở chủ tọa hỏi, Tiểu Man Man và Viên Viên đâu rồi? Muội muội trấn giữ Vương Thành mạo hiểm, tỷ tỷ Man Man đã ra ngoài du lịch rồi ạ, con đã gọi bọn họ về rồi. Đoàn Đoàn đáp lại, không cần gấp, nói tình hình trong mấy năm nay trước đi. Dương Bách Xuyên tỏ ý bảo con trai kể lại mọi chuyện ở Sơn Hải giới. Chờ đến khi Đoàn Đoàn kể lại xong, Dương Bách Xuyên mới biết Thiên Trảm đã xảy ra vấn đề, sau khi nhóm người Triệu Nam rời đi không lâu, con đường dẫn đến tu chân giới đã sụp đổ khiến việc đi lại không thể ổn định, vì vậy mấy năm nay bọn họ muốn đi cũng không đi được. Dương Bách Xuyên nghe xong thì gật đầu, lúc này đã hiểu vì sao hắn phái người ở giới chỉ thành Ngân Hà phải chờ lâu đến vậy, Sơn Hải giới cũng không có người nào đến. Hóa ra là vì không gian xảy ra vấn đề. Nghĩ lại cũng bình thường, năm đó hắn và Tiểu Trích Tiên Đường Đường, Thiên Hồ, Tiểu Phượng Hoàng cộng thêm Huyền Vũ đại chiến với Hóa Thê Lương đã phá hủy đại trận Thiên Trảm, ảnh hưởng đến con đường không gian dẫn đến tu chân giới. Nhưng điều này không khó đối với hắn, có thể sửa chữa. Chỉ cần có sức mạnh quy tắc là có thể tu sửa. Hắn lập tức bảo Tiên Sủng Ngũ Sắc Thần Ngưu đi kiểm tra tu vi, y chính là linh hồn chân chính của tiên giới. Bản thân y đã có thể triển khai sức mạnh quy tắc nên việc tu sửa con đường không gian không khó. Ngũ Sắc Thần Ngưu cũng nể mặt hắn, lóe một cái đã biến mất ở đại điện. Đoàn Đoàn biết chắc phụ thân sẽ có cách, cậu lập tức cười lên, sao cậu lại không muốn đi đến tu chân giới rộng lớn để đoàn tụ với nhóm người mẫu thân chứ? Cứu cứu! Cha! Lúc này hai luồng ánh sáng bay thẳng vào đại điện Vân Môn. Dương Bách Xuyên kích động đứng dậy. Chính là cháu ngoại Tiểu Man Man và con gái Viên Viên. Điều khiến hắn không thể yên tâm ở tu chân giới chính là những đứa trẻ này, bây giờ đã nhìn thấy người, cuối cùng tảng đá trong lòng hắn cũng buông xuống. Cả gia đình gặp mặt không tránh khỏi việc cảm xúc dâng trào. Tu vi của Tiểu Man Man và Viên Viên cũng đã đạt đến giai đoạn phân thần cảnh, xem như bọn họ có cố gắng.
Sau khi ở lại Sơn Hải giới được một tháng, Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời đi. Ngũ sắc thần nghiêu không khiến hắn thất vọng, y đã tu sửa con đường dẫn đến tu chân giới. Vân môn Sơn Hải giới cũng chọn ra môn chủ và trưởng lão trong một tháng này, đoàn đoàn toàn quyền quyết định, Dương Bách Xuyên không nhúng tay vào nhưng vẫn rất hài lòng, tân môn chủ đã được hắn công nhận. Trước khi hắn đi cũng đã dặn dò chuyện bên trái đất, để Sơn Hải giới phụ trách việc tiếp đón, đến lúc đó sẽ đưa cha mẹ và nhóm người Nguyên Tranh cùng nhau đến tu chân giới. Sơn Hải giới không còn chuyện gì lớn, Dương Bách Xuyên cũng không thể ở lại lâu hơn nữa, lần này hắn sẽ dẫn theo toàn bộ người thân và con nhỏ. Bọn họ thông qua con đường thiên trảm và xuất hiện ở giới chỉ thành Ngân Hà, cuối cùng đã trở về tu chân giới. Sau khi rời khỏi tu chân giới mấy chục năm, hắn lo lắng sẽ có kẻ thù gây phiền phức cho vân môn tiên cảnh, cũng lo về sự bùng phát của ma tộc. Dương Bách Xuyên đi ra khỏi giới trì, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Trong cảm nhận của hắn, hắn phát hiện linh khí trong không khí xung quanh dường như đang náo loạn. Nhắm mắt lại để cảm nhận, hắn ngạc nhiên khi thấy không khí xung quanh mình có ma khí tồn tại. Trong lòng run lên, tình hình có vẻ không ổn. Lúc này, Châu Thần Ngũ Sắc cũng lên tiếng, thật kỳ lạ. Có dấu vết ma khí, chẳng lẽ tu chân giới cũng có ma tộc sao? Dương Bách Xuyên sửng sốt, trầm giọng nói, không phải là có ma tộc, mà là ma tộc sau nhiều năm ngủ yên cuối cùng cũng bộc phát. Theo ta, nói xong, Dương Bách Xuyên biến mất tại chỗ và đi thẳng đến thành Ngân Hà. Chẳng trách hắn không tìm thấy những sinh vật khác tại giới trì, hiện tại xem ra ma tộc bùng phát, rất có thể đã ảnh hưởng đến toàn bộ tu chân giới. Trong đó có thể bao gồm 3.000 tiểu thế giới bên dưới tu chân giới. Nếu không phải như vậy, ở vùng đất giới trì, những sinh vật từ thế giới nhỏ sẽ xuất hiện hàng ngày và đến tu chân giới. Tuy nhiên, hiện tại không có sinh vật nào xuất hiện trong giới trì và hắn là người duy nhất xuất hiện trong giới trì. Tình huống này chỉ có hai khả năng, thứ nhất là sau khi ma tộc sống lại, chúng ảnh hưởng đến toàn bộ tu chân giới và liên lụy đến những thế giới nhỏ bé đó. Tuy nhiên điều này có vẻ khó xảy ra vì tu chân giới có vô số thế giới nhỏ, quá lớn. Hắn nghĩ cả khi ma tộc bùng phát, ảnh hưởng của chúng sẽ không mạnh đến vậy. Chỉ có khả năng thứ hai, đó chính là sự tồn tại của ma khí ảnh hưởng đến sức mạnh không gian của giới trì, gây ra vấn đề dịch chuyển tức thời trong thế giới nhỏ, khiến sinh vật trong thế giới nhỏ không thể đến tu chân giới. Về phần hắn có thể đến được, chính là bởi vì Châu Thần Ngũ Sắc ra tay trong Sơn Hải giới. Sửa lại thông đạo đến Sơn Hải giới, tương đương với ảnh hưởng của ma khí ở giới trì cũng biến mất. Hắn đã cảm nhận được điều này khi nói chuyện với Châu Thần Ngũ Sắc. Không có thời gian để xử lý ảnh hưởng của sự hiện diện của ma khí trong các giới trì khác, vì vậy hắn đã đi thẳng đến thành Ngân Hà. Ma khí ở đây sẽ tự nhiên tiêu tan theo thời gian. Hắn nóng lòng muốn đến thành Ngân Hà vì BD vẫn luôn ở lại canh giữ thành Ngân Hà, trước đây hắn đã để lại yêu binh. Bao gồm có giới chỉ cũng có người của hắn, nhưng bây giờ phát hiện không có ai tồn tại, Dương Bách Xuyên lo lắng BD và yêu binh yêu tướng sẽ xảy ra chuyện. Không cần phải nói, BD là bạn cùng lớp của hắn, còn yêu binh và yêu tướng là nền tảng cũ của hắn từ tinh hải mang về, mỗi người trong số họ đều quan trọng. Hắn không muốn bất cứ điều gì xảy ra với họ. Hắn vội chạy tới nhìn xem, muốn biết ma tộc đã bạo phát chưa? Hoặc có thể đã có chuyện gì đó xảy ra? Kết quả đến nơi, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bầu trời trong tu chân giới tràn ngập màu sắc u ám, ma khí càng mạnh mẽ hơn. Trong lòng hắn trầm xuống, rất có thể là ma tộc đã sống lại, chấn động khá lớn, lần này hắn cau mày càng sâu hơn. Khoảnh khắc tiếp theo khi đến thành Ngân Hà, trái tim của Dương Bách Xuyên run lên. Những gì hắn nhìn thấy khi nhận ra đó là một thành phố đổ nát không có chút sức sống, tràn đầy năng lượng u ám và chết chóc. Ôi ma khí mạnh mẽ như vậy. Xem ra thành phố này đã bị ma tộc hủy diệt. Châu Thần Ngũ Sắc lên tiếng. Dương Bách Xuyên bước đi có chút nặng nề, cho dù Châu Thần Ngũ Sắc không nhắc đến, thì hắn cũng đã phát hiện được thành Ngân Hà đã là một thành phố chết. Đứng ở cổng thành, hắn không vào nữa, cũng không cần thiết. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ tới thứ gì đó, dậm chân xuống đất, mặt đất xuất hiện một vết nứt. Sau một khắc, chuột yêu xuất hiện, biến thành một thanh niên, lập tức quỳ xuống nói. Tiểu yêu bái kiến thánh chủ. Đó là tộc chuột ngũ hành, thuộc hạ của chuột vương. Dương Bách Xuyên đã bố trí toàn bộ mạng lưới thông đạo ngầm trong tu chân giới để đối phó với những trường hợp khẩn cấp. Hắn có cảm ứng với tộc chuột ngũ hành, dậm chân triệu hồi, quả nhiên,
Chuột Vương đã để lại người ở thành Thiên Hà. Điều này cũng khiến Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy trả lời, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Bách Xuyên xua tay, yêu cầu tiểu chuột yêu đứng dậy. Dương Bách Xuyên không có thời gian để quan tâm đến phép xã giao thông thường này. Chuột yêu nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt cuồng nhiệt, hắn ta chỉ là một con chuột yêu trong hàng ngàn con chuột ngũ hành. Đối với thánh chủ Dương Bách Xuyên, trong mắt chuột yêu, hắn giống như một sự tồn tại như mây trên trời. Hôm nay tiếp xúc gần như vậy thật sự là vui mừng. Nhưng hắn ta cũng cảm nhận được sự uy nghiêm của thánh chủ, biết Dương Bách Xuyên lo lắng, nên vội vàng nói, thánh chủ, xin yên tâm, Vân Môn ta không sao cả, chỉ là tổn thất một nửa đại yêu do thánh chủ để thành ngân hà này mà thôi. 30 năm sau khi thánh chủ rời khỏi tu chân giới, ma tộc liền bạo phát, ma tu bộc phát như măng tre chỉ sau một đêm, càn quét gần như toàn bộ tu chân giới, toàn bộ 9 tinh cương lớn đều bị ảnh hưởng. Rất nhiều giáo phái bị ảnh hưởng lớn, tu sĩ bị thương vong nặng nề, chiến tranh nổ ra kéo dài nửa năm, cuối cùng có cường giả từ đảo Tán Tiên và tiểu yêu giới đến chân áp, nhưng bọn họ chỉ đuổi được ma tộc ra khỏi 9 tinh cương lớn. Khắp nơi vẫn còn sót lại những người tu ma, và vẫn còn những cuộc bạo loạn ma tộc rải rác trong những năm qua, một số thánh địa lớn đã từ bỏ một số thành phố nhỏ và những nơi nhỏ, hình thành một đội quân tu luyện để tiêu diệt ma tộc, đồng thời đuổi ma tộc ra vùng đất hoang bên cạnh 9 tinh cương lớn. Dù vậy, ma tộc vẫn xuất hiện khắp nơi, giống như mèo và chuột, chúng ta đã chiến đấu chống lại ma tộc ở khắp mọi nơi trong những năm qua. Mỗi khi ma tộc bộc phát, ắt có máu chảy thành sông, bây giờ chúng ở khắp mọi nơi, và không thể ngăn cản chúng, ma tộc được mọi người gọi là thập vạn, cầm đầu chính là Vu Minh Tuyền, tự xưng ma vương, nhưng người tu chân ít khi nhìn thấy Vu Minh Tuyền, chỉ có người tu ma làm loạn. May mắn thay, các cường giả từ đảo Tán Tiên và tiểu yêu giới đã đến giúp đỡ người tu chân, họ đã thành lập một liên minh diệt ma và trấn áp nó trong thời gian hiện tại. Mặc dù có một số ma tộc quy mô nhỏ bạo loạn, nhưng tất cả đều bị đàn áp. Một số thế lực lớn đã hợp lực để tìm ra tung tích của Đại Ma Vương Vu Minh Tuyền, người ta nói rằng chỉ cần có thể tiêu diệt Đại Ma Vương Vu Minh Tuyền, sự hỗn loạn của ma tộc sẽ lắng xuống. Còn có chính là, khi chuột yêu nói điều này, hắn ta có chút do dự. Tim Dương Bách Xuyên đập thình thịch, trầm giọng nói, đừng do dự, có chuyện gì vậy? Tiểu chuột yêu vội vàng nói, thánh chủ, ma tộc đã giết người Vân Môn tiên cảnh của chúng ta phái đến các tinh cương, tổn thất hơn 2 vạn yêu binh yêu tướng, cho nên thánh mẫu và tứ đại yêu sau khi thương nghị đã quyết định tạm thời phong sơn. Cái gì, chết tiệt, khi Dương Bách Xuyên nghe tin tổn thất 2 vạn yêu binh yêu tướng, tim như rỉ máu. Hắn mang từ tinh hải đến tổng cộng 5 vạn yêu tộc, tổn thất 2 vạn là khá lớn. Lúc trước hắn phái đại yêu đi khắp nơi thật ra là để tìm kiếm người của Vân Môn ở Sơn Hải Giới, bộ phận yêu binh yêu tướng này đều ở bên ngoài, bây giờ cũng bị ma tộc giết. Thuộc hạ của hắn là yêu tộc, có sức mạnh thế nào Dương Bách Xuyên đều vô cùng rõ ràng, nhưng 2 vạn yêu tộc này không tập họp cùng một chỗ mà rải rác ở khắp nơi, để tìm người, cũng để giám sát các thánh địa thù địch để phòng bị. Không ngờ sự bùng phát của ma tộc lại thực sự làm hại họ. Khi chuột yêu nghe thấy lời mắng của Dương Bách Xuyên, nhanh chóng quỳ xuống đất, tưởng rằng hắn đang chửi rủa mình. Đứng dậy, ta không phải nói ngươi, Vân Môn tiên cảnh chúng ta cũng bị ma tộc tấn công sao? Dương Bách Xuyên nghĩ nghĩ, hắn đã mấy lần làm hỏng chuyện tốt của Vu Minh Tuyền, ân oán rất sâu đậm. Vu Minh Tuyền có lẽ sẽ không buông tha cho hắn, không bỏ qua cho Vân Môn, tiểu chuột yêu kể lại chuyện Vân Môn tiên cảnh phong sơn. Vậy xem ra khả năng bị ma tộc tấn công là rất cao. Tiểu chuột yêu nói, đúng vậy, đại yêu vương Vu Minh Tuyền đích thân dẫn đầu ma tộc tấn công Vân Môn tiên cảnh của chúng ta, nhưng Vân Môn tiên cảnh có lôi vực ngàn dặm, có thú vân lôi quốc bảo đại nhân, có tứ đại yêu còn có thần thú kỳ lân và nhiều cao thủ phi thăng cảnh, ma tộc không làm gì được, ngược lại tổn thất nặng nề. Sau đó, Vu Minh Tuyền rời đi, nhưng lại đe dọa lần sau trở lại sẽ tiêu diệt Vân Môn. Vì vậy thánh mẫu cùng tứ đại yêu cùng các trưởng lão bàn bạc đóng cửa Vân Môn, đợi thánh chủ về quyết định. Dương Bách Xuyên nghe xong, nheo mắt hỏi, Vân Môn tiên cảnh của ta bị ma tộc tấn công trong bao lâu? 10 ngày, tiểu chuột yêu trả lời. Đội chu ma của các đại thánh địa có đến giúp đỡ không? Dương Bách Xuyên hỏi lại. Tiểu chuột yêu tức giận lắc đầu, không, chẳng những không có người tới, còn có người tới báo cho ta. Vân Môn tiên cảnh nên điều động tất cả các đại yêu tộc gia nhập đội chu ma, thánh mẫu từ chối. Ai đến,
Dương Bách Xuyên nghiêm mặt nói. Chuột yêu, tiểu yêu không biết cụ thể, chỉ nghe nói là một tán tiên cường đại đến từ đảo Tán Tiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 138.